Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 130. Thật lâu, hướng Nam Thiên, Diệp Tam Sinh, Thiên Kiếm cùng Lý Thanh Trúc bốn người lúc này mới lấy lại tinh thần, mấy người không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, tựa như hoàn toàn không quen biết trước mắt người một dạng. Tiêu Phàm bá đạo nhục thân, triệt để khiếp sợ đến bốn người. Mặc dù còn không có cùng Tiêu Phàm động thủ, nhưng bọn hắn biết rõ, nếu là bằng vào nhục thân mà nói, bốn người cho dù liên thủ, cũng không phải Tiêu Phàm có thể địch. Có lẽ, hắn chỉ là nhục thân cường hãn mà thôi. Hướng Nam Thiên bốn người âm thầm an ủi bản thân, muốn khu trừ thể nội loại kia cảm giác bị thất bại. Chậm rãi, bốn phía huyết sắc phụ khí tán đi, Tiêu Phàm thân ảnh hiển lộ ra, hít khẩu khí nói, này nhục thân, cũng quá không kháng đánh. Hướng Nam Thiên bốn người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, đây không phải là bọn họ không kháng đánh được a, là ngươi nhục thân quá biến thái. Mấy người nhất trí cho rằng Tiêu Phàm là được tiện nghi đang ra vẻ, bọn họ chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm là thật như vậy cảm khái. Từ khi lần trước bị huyết u minh lực lượng tẩy lễ sau đó, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thử qua bản thân nhục thân cực hạn, lần này hắn nguyên bản coi là có thể thăm dò đi ra, nhưng là kết quả nhường hắn thất vọng rồi. Lão Tam, thân thể ngươi, đoán chừng so với ta đều mạnh hơn. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng mà lời này nghe được hướng Nam Thiên bốn người trong tai, lại mười phần cảm giác khó chịu, chẳng lẽ này bàn tử nhục thân cũng rất cường đại hay sao? Nhất định là giả, này bàn tử là cố ý đang cất nhắc bản thân mà thôi. Nếu như bọn họ được chứng kiến Nam Cung Tiêu Tiêu chân chính nhục thân lực lượng, có lẽ liền không dám khinh thường, lần trước Vân Trung Phượng, thế nhưng là bị hắn đánh đến toàn thân phát run. Con đường này, đối rèn luyện nhục thân có nhất định tác dụng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Giết Đại Hoang Đế vực 14 người, hắn tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chuyện trò vui vẻ, chậm rãi biến mất ở hướng Nam Phong bốn người trong tầm mắt. Bốn người sắc mặt một trận tái nhợt, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối, đều không nhìn bọn hắn một cái, tựa như bọn họ hoàn toàn không tồn tại một dạng. Kiếm Hồng Trần, thật đúng là không phải bình thường ngạo khí. Diệp Tam Sinh híp híp hai mắt, có chút khó chịu Tiêu Phàm thái độ. Hướng Nam Thiên trầm mặc không nói, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp, nếu là Tiêu Phàm bất tử, bản thân đoán chừng rất khó lấy được thời không táng địa truyền thừa. Thiên Kiếm sắc mặt coi như bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không nói một câu, bất quá hắn con người chỗ sâu, lại là lóe qua vẻ khác thường quang mang. Kiếm Hồng Trần lại không thiếu chúng ta cái gì, hắn không để ý chúng ta cũng hợp tình hợp lý. Lý Thanh Trúc lại là lắc lắc đầu nói, Thanh Trúc muội muội. Này Kiếm Hồng Trần cùng Diệp Khuynh Thành rất quen. Hướng Nam Thiên đột nhiên hỏi, bọn họ hẳn là bằng hữu a? Lý Thanh Trúc suy nghĩ một chút nói. Hướng Nam Thiên híp híp hai mắt, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, lập tức nhìn về phía Diệp Tam Sinh nói, Diệp Tam Sinh, các ngươi Diệp gia tổ tông truyền thừa, có vẻ như là ở ngươi và Diệp Khuynh Thành ở giữa lựa chọn a. Thì tính sao? Diệp Tam Sinh thần sắc lạnh lùng nói, ta cũng không có gì. Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, ta nghe nói ngươi Diệp gia tổ tông truyền thừa, hình như là có thể mời một cái ngoại nhân hỗ trợ, nếu như Diệp Khuynh Thành mời Kiếm Hồng Trần đây. Hướng Nam Thiên cười nhạt một cái nói, Diệp Tam Sinh trầm mặc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý. Một màn này, Lý Thanh Trúc lại là xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm, hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hiển nhiên là muốn tính toán Khuynh Thành cùng Kiếm Hồng Trần. Quay đầu nhìn thấy bọn họ, vẫn là muốn nhắc nhở bọn họ một cái. Tiêu Phàm chỗ nào biết rõ, hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh ý nghĩ, coi như hắn biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không quá mức quan tâm. Mấy canh giờ sau, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đã đi 270 dặm, chỉ còn lại cuối cùng 30 dặm cự ly. Nhưng mà lúc này, một cỗ bàng bạc áp lực nháy mắt tác dụng ở hai người trên người, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thân thể mãnh liệt trầm xuống. Thiếu chút nữa thì quỳ sát ở trên mặt đất. Áp lực làm sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên trán gân xanh đều bắt đầu ngọa nguậy lên, tựa như đối phó một tòa ma nhạc một dạng. Hắn phóng ra một bước, dưới chân hắc thạch đường rõ ràng run một cái, một cước này, bằng vào lực lượng mà nói hủy diệt một cái tiểu thế giới tuyệt đối không nói chơi. Nhìn đến, cuối cùng 30 dặm, có thể kiên trì, đoán chừng không đến 1%.
Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết triệt để sôi trào. Cỗ này sức áp chế, liền hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, bất quá, nhục thân của hắn xác thực so Nam Cung Tiêu Tiêu muốn cường đại một chút, chí ít còn không cần thở dốc. Lão Tam, ta nếu kiên trì không đi qua, cũng không cần để ý đến. Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, điểm cuối cùng gật đầu, loạn cổ đại đế truyền thừa, hắn là sẽ không từ bỏ, khác không nói, liền là viên kia hôi sắc hạt châu, liền không cho phép hắn từ bỏ. Có cô kia sức áp chế, hai người tốc độ rõ ràng chậm lại, bất quá thời gian coi như sớm, vẫn như cũ còn có 6 canh giờ. 6 canh giờ, đi 30 dặm cự ly, mỗi cái canh giờ chỉ cần đi 5 dặm, chỉ có duy trì người bình thường hành tẩu tốc độ, liền có thể nhẹ nhõm thông qua đệ nhất ải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, tiếp xuống đường sẽ không tăng cường áp lực. Nếu như áp lực tiếp tục tăng gấp bội mà nói, Nam Cung Tiêu Tiêu đoán chừng rất khó chịu nổi. Nếu là lão nhị đều gây khó dễ, cái kia hướng Nam Thiên bọn họ, đoán chừng cũng không qua được a. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, ải thứ nhất này, xác thực so tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 canh giờ, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lại đi 20 dặm, so đoán trước nhanh hơn rất nhiều. Ở bọn hắn phía trước vài chục trượng có hơn, lại là có 5 đạo thân ảnh, nhìn thấy này 5 đạo thân ảnh, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi kinh ngạc. Hai người không nghĩ đến, dĩ nhiên có người đi đến nơi này. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, đại hoang đế vực tu sĩ thể tu, nhục thân cường độ xác thực so vạn la đế vực muốn cường hãn rất nhiều. Tiêu Phàm hai người nhìn thấy đối diện 5 người thời khắc, đối phương cũng thấy được bọn họ, mấy người sắc mặt đều không phải đẹp mắt. Các ngươi là người nào? Trong đó cả người khoác hoàng kim chiến giáp nam tử cau mày hỏi. Bọn họ đều không quen biết Tiêu Phàm hai người. Nếu là đại hoang đế vực tu sĩ mà nói, bọn họ cũng hẳn là có chỗ nghe thấy mới đúng. Mấu chốt nhất là, bọn họ thế nhưng là nhường mười mấy người ngăn ở phía sau, hai người này có thể đi đến nơi đây, cái kia ngăn trở bọn họ mười mấy người đây. Vạn la đế vực, kiếm hồng trần, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được 5 người này trên người sát ý. Hắn không nghĩ đến, ải thứ nhất này liền biến đổi bất ngờ, phải biết. Này vẫn chỉ là gặp được đại hoang đế vực tu sĩ mà thôi, tiếp xuống, khả năng đối mặt liền là thập đại đế vực cường giả, đoán chừng cạnh tranh sẽ càng ngày càng lớn. Vạn la đế vực, mấy người mặc dù cũng đã đoán được, nhưng chân chính nghe được, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái kia hoàng kim chiến giáp nam tử trong mắt chán phóng lãnh quang, âm thanh lạnh lùng nói, lúc nào, vạn la đế vực thể tu cũng biến mạnh như vậy. Các ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Cảm nhận được đối phương trên người lãnh ý, Tiêu Phàm cũng không chút nào khách khí đáp lại nói. Cô lậu quả văn, hoàng kim chiến giáp nam tử nghe được Tiêu Phàm lời nói, hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi từng bước một đến. Tiêu Phàm nhíu mày, những người này, thật đúng là không phải bình thường bá đạo cùng cường hoành, đây là chuẩn bị cùng bản thân động thủ sao? Lão nhị, người trước đến một bên. Tiêu Phàm cho Nam Cung Tiêu Tiêu một cái ánh mắt, truyền âm nói. Yên tâm, này áp lực không ta tưởng tượng mạnh như vậy, bọn họ có thể ngăn trở, ta cũng một dạng chống đỡ được. Nam Cung Tiêu Tiêu không có lùi bước, mà là lựa chọn cùng Tiêu Phàm cùng nhau đối mặt, còn người kiên định vô cùng. Tiêu Phàm gật gật đầu, quay người nhìn về phía hoàng kim chiến giáp nam tử, lại là nhìn thấy đối phương quanh thân kim quang vạn trượng, giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, chói mắt vô cùng. Thể chất dị tưởng, Tiêu Phàm hơi kinh hãi, này đại hoang đế vực, quả nhiên không hổ là đặc biệt am hiểu thể tu đế vực, dĩ nhiên tùy tiện một người đều có thể xuất hiện thể chất dị tưởng. Phải biết, tiến vào thái cổ thần giới đến nay, Tiêu Phàm còn chỉ thấy đến một người nắm giữ thể chất dị tưởng, kia chính là Vũ Văn Tiên. Có thể nắm giữ thể chất dị tưởng người, 8-9 phần 10 đều là cực kỳ cường hoành thể chất. Hắn biết rõ nắm giữ thể chất đặc thù không ít người, thì hoàng tử. Long Phi Vũ bọn người nắm giữ thể chất đặc thù, thậm chí Nam Cung Tiêu Tiêu cũng có thể chất đặc thù, nhưng là bọn họ đều không có thể chất dị tượng. Đây chính là thể chất dị tượng. Đang lúc Tiêu Phàm kinh ngạc thời khắc, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên hơi sững sờ, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Vạn la đế vực người, dĩ nhiên cũng biết rõ thể chất dị tượng. Hoàng Kim Chiến Bảo thanh niên hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, một cỗ nóng dực khí tức hướng về Tiêu Phàm bọn họ cửa hàng mà đến. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh,
mới vừa chuẩn bị tiến lên một bước, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên ngăn lại hắn nói, lão Tam, lần này cơ hội cho ta như thế nào? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, này cũng không phải nói đùa a, không cẩn thận liền là muốn chết người. Yên tâm, tin tưởng ta. Nam Cung Tiêu Tiêu tự tin cười nói, sau đó phóng ra trầm trọng bước chân hướng về Hoàng Kim Chiến Giáp Nam Tử đi đến. Mỗi đi một bước, mặt đất đều hung hăng run một cái, bất quá Nam Cung Tiêu Tiêu lưng, một mực thẳng tắp như tùng. Cái này cố nhiên là một cái khảo nghiệm quá trình, nhưng là đồng dạng là một cái lịch luyện quá trình, đi qua phía trước đường, Nam Cung Tiêu Tiêu nhục thân kháng áp năng lực, rõ ràng tăng cường không ít. Ngay cả đứng đều đứng không vững, ngươi đừng nói cho ta, còn muốn giết ta. Hoàng Kim Chiến Giáp Nam Tử cười lạnh nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói, ở hắn nhìn đến, Nam Cung Tiêu Tiêu chẳng qua là đến chịu chết mà thôi. Ngươi nếu cho rằng như vậy, cũng có thể. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười nói, cỗ kia áp lực, đối với hắn tới nói, cũng không làm sao dễ chịu. Tự tìm cái chết, Hoàng Kim Chiến Giáp Nam Tử gầm thét một tiếng, đột nhiên cả người đạp không mà lên, một quyền hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu giận oanh mà tới. Ở sau lưng của hắn, lại là hiện ra một đầu tóc vàng sắc thiên bằng, dương cánh bay lượn, chói mắt quang mang, cho người có loại không mở ra được hai mắt cảm giác. Đây là, kim bằng cổ thể. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, loại này thể chất, mà là hàm chứa cổ thú kim bằng lực lượng A, tốc độ cùng lực lượng đều là hắn cường hạng. Nếu là một quyền này đánh vào Nam Cung Tiêu Tiêu trên người, hắn hạ chàng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, cho dù không chết cũng tàn phế. Tiêu Phàm căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, không chút do dự lựa chọn xuất thủ, nhưng mà lúc này, đột nhiên lại có một đạo thân ảnh từ đằng xa bắn ra mà tới, một chưởng hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Một đối một mới công bằng, ngăn lại Tiêu Phàm là một cái khôi ngô cao lớn hắc giáp thanh niên, quanh thân hiện lên một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Cẩn thận xem xét, cái kia lại là một đầu thông thiên triệt địa hắc sắc cự hùng ngửa mặt lên trời gầm thét. Một trường hung hăng hướng về Tiêu Phàm vỗ xuống, toàn bộ hư không đều hơi hơi chấn động một cái. Thượng cổ bạo hùng thể, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bất quá, hắn cũng không phải lo lắng khôi ngô hắc giáp nam tử thực lực, mà là lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu an nguy. Mắt thấy cái kia một trường sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm không chút do dự một quyền nghênh đón. Cùng lúc đó, cái kia Hoàng Kim Chiến Giáp Nam Tử một quyền cũng cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đụng vào cùng một chỗ. Oanh! Một tiếng kịch liệt nổ vang, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cả người bay ngược mà ra, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Lão nhị, Tiêu Phàm kêu sợ hãi, thể nội thần lực cổ động, quyền cương lần nữa tăng vọt, cái kia hắc giáp thanh niên bỗng nhiên bị hắn lực lượng đánh bay. Làm sao sẽ, hắc sắc chiến giáp nam tử một mặt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm, một mực đến nay lực lượng hắn đều lấy bản thân lực lượng làm vinh, nhưng bây giờ... Hắn lại bị một cái vô danh tiểu tử cho đánh bay, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, bỗng nhiên hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí phương hướng phóng đi, chỉ bất quá hắn vừa mới phóng ra một bước, liền bỗng ngừng thân hình. Lão Tam, không được qua đây, đối phó hắn, ta một người liền đầy đủ. Lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng cười ha hả, cả người tựa như điên cuồng đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem cái kia Hoàng Kim Chiến Giáp thanh niên nói, ha ha. Kim bằng cổ thể, cũng bất quá như thế. Người không biết không sợ. Hoàng Kim Chiến Giáp thanh niên hừ lạnh một tiếng, một quyền không giết chết Nam Cung Tiêu Tiêu, cũng làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hắn không có cho Nam Cung Tiêu Tiêu cơ hội, lần nữa vồ giết đi lên, tựa như thi triển ra thể chất dị tượng, có thể làm cho hắn kháng trụ nơi này áp lực một dạng. Vừa mới cho ngươi cơ hội, đáng tiếc cũng đã bỏ qua. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, bỗng hai tay một trận. Ầm ầm, một thoáng thời gian, lấy Nam Cung Tiêu Tiêu làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện vô số bạch sắc lôi điện, hóa thành một phiến lôi điện hải, Hoàng Kim Chiến Giáp thanh niên nhìn thấy, sắc mặt đại biến. Man hoang lôi thể, cùng Tiêu Phàm giao chiến hắc giáp thanh niên cũng là chấn kinh vô cùng, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Man hoang lôi thể cũng có thể chất dị tượng sao? Tiêu Phàm lại tựa như đã sớm biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu thể chất đặc thù một dạng. Man hoang lôi thể, thế nhưng là hoang cổ thời đại thể chất, không phải cửu đại cổ thể, lại so cửu đại cổ thể càng thêm hiếm thấy, người nói có hay không thể chất dị tượng. Hắc giáp thanh niên khó được cho Tiêu Phàm giải thích nói.
Lập tức hắc giáp thanh niên hướng về nơi xa kêu lên, tiểu kim bằng, không cần đánh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói không đánh liền không đánh, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Nam Cung Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, không chút do dự từ hướng về một quyền hướng về hoàng kim chiến giáp thanh niên đánh tới. Hoàng kim chiến giáp thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị, dùng hết toàn lực một quyền nghênh đón. Răng rắc một tiếng vang giòn, chỉ thấy hoàng kim chiến giáp thanh niên cánh tay bỗng nhiên từ đầu vai bắn ra mà ra, bạch cốt xâm xâm, máu tươi vẩy ra, cả người càng là bay ngược mà ra, hư không truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắc giáp nam tử cùng ba người khác sắc mặt đại biến, bọn họ biết rõ hoàng kim chiến giáp nam tử không phải Nam Cung Tiêu Tiêu đối thủ, thế nhưng không nghĩ đến chênh lệch dĩ nhiên lớn như vậy, này hoàn toàn không phải cùng một cái tầng thứ A. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Hoàng kim chiến giáp thanh niên gian nan đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, nhe răng trợn mắt giận dữ hét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giết ta, ngươi có thể giết được người nào? Nam Cung Tiêu Tiêu khinh thường, hắn lau đi khóe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, sau đó từng bước một hướng về hoàng kim chiến giáp thanh niên đi tới. Hắc giáp thanh niên chuẩn bị động thủ, nhưng mà lại bị Tiêu Phàm ngăn cản đường đi, nghiền ngẫm cười nói, một đối một mới công bằng. Nghe được lời này, hắc giáp thanh niên kém chút không phun ra miệng lão huyết, đây không phải bản thân vừa mới đối Tiêu Phàm nói ra lời sao. Hắn không nghĩ đến. Tiêu Phàm dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem lời này y nguyên trả cho hắn. Người chúng ta đã thua, các ngươi còn muốn như thế nào? Hắc giáp thanh niên sắc mặt không dễ nhìn. Cũng liền ở lúc này, ba người khác lách mình ngăn khuất hoàng kim chiến giáp nam tử thanh niên trước người, sắc mặt bất thiện nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu nếu là còn động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Lão Tam, người trước đó diệt bọn họ cái kia 14 người. Hiện tại những người này, liền giao cho ta. Nam Cung Tiêu Tiêu mảy may không sợ, quanh thân vô tận lôi điện sôi trào, giống như một tôn lôi thân, cuồng bạo vô cùng. Lời này vừa nói ra, hắc giáp thanh niên năm người sắc mặt đại biến, hoàng kim chiến giáp nam tử càng là phẫn nộ nói các ngươi giết bọn họ. Cái kia 14 người, có thể đều là đại hoang đế vực thiên tài a, cứ như vậy chết rồi, đối với đại hoang đế vực tới nói, tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn. Tiêu Phàm nhíu mày, nguyên bản hắn không dự định cùng đại hoang đế vực triệt để vạch mặt, bất quá Nam Cung Tiêu Tiêu nếu như đã nói ra, vậy mình cũng không tất yếu lo lắng. Các ngươi đây là tự tìm cái chết, hắc giáp thanh niên cũng là phẫn nộ đến cực điểm, bành trướng sát khí từ trên người hắn hiện lên, việc này lại không bất luận cái gì đường xoay sở. Người nào tự tìm cái chết còn không nhất định đây, Nam Cung Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, từng bước một hướng về đối diện bốn người đi đến. Cùng một chỗ giết bọn họ, hoàng kim chiến giáp nam tử quanh thân kim quang hừng hực, hắn cánh tay phải nhanh chóng khôi phục, có thể chất dị tượng ngăn cản, cỗ kia áp lực bị hắn hạ thấp điểm thấp nhất. Ba người khác nhìn nhau một cái, đồng thời xuất thủ, cuồng bạo khí tức từ ba người trên người nở rộ mà ra, ở ba người sau lưng, vậy mà đều xuất hiện thể chất dị tượng. Tiêu Phàm nhíu mày, trong đầu lại là nhanh chóng lóe qua nguyên một đám ý niệm, năm người này. So sánh trước đó bốn người kia đều muốn cường đại rất nhiều, muốn đến ở đại hoang đế vực địa vị cũng không thấp. Nếu là thật sự giết bọn họ, bản thân mấy người khả năng liền triệt để đắc tội đại hoang đế vực. Lấy hắn hiện tại năng lực, đối mặt cổ vực đều muốn cẩn thận đối đãi, huống hồ hiện tại cũng đắc tội không ít cổ vực cùng vạn la đế vực. Nếu là lại đắc tội đại hoang đế vực, cái kia tu la điện coi như thật không cách nào tiếp tục ở tại thiên vũ vực. Dùng chủng ma chi thuật khống chế bọn họ, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, đệ nhất trọng hành thi tẩu nhục khẳng định không được, đệ tam trọng khống chế tư tưởng, bọn họ đến lúc đó rời đi, cũng rất khó khống chế, chỉ có đệ nhị trọng nô dịch ý chí, miễn cường có thể đủ khống chế bọn họ, nhưng cũng có rất lớn phong hiểm. Cuối cùng, hắn còn phải trang định ý nghĩ này, từ khi trải qua chủng ma chi thuật thất bại sau sự tình, hắn liền biết rõ, chủng ma chi thuật cũng không phải tuyệt đối có thể dựa vào. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, hắc giáp thanh niên đột nhiên hướng về hắn xuất thủ, một quyền hung hăng đánh vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm bay ngược mà ra, ho nhẹ một tiếng, chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận sôi trào, nhưng là trừ cái đó ra, lại là thí sự đều không có. Làm sao sẽ, hắc giáp thanh niên hoàn toàn trợn tròn mắt, bản thân đánh lén đối phương, dĩ nhiên đều không có làm bị thương đối phương, đôi kia mới nhục thân,
lại là biết bao cường hoành. Đây là ngươi bản thân tự tìm cái chết. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, bỗng một quyền hướng về hắc giáp thanh niên nộ sát mà đi. Hắc giáp thanh niên rốt cuộc không dám khinh thường Tiêu Phàm, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt cái này hắc bào thanh niên, so cái kia bàn tử còn muốn đáng sợ cùng nguy hiểm. Hơn nữa, gia hỏa này căn bản liền không có thi triển ra thể chất dị tượng, có thể ở trong này lại như dẫm trên đất bằng, cho dù là bọn họ, cũng tuyệt đối làm không được. Nhục thân cực hạn, chỉ có nhục thân cực hạn, mới có thể không nhìn nơi này áp lực. Hắc giáp thanh niên bỗng nhiên hiểu được, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi, run giọng nói, người dĩ nhiên tu luyện tới nhục thân cực hạn. Nhục thân cực hạn sao? Tiêu Phàm không phải để ý tới cái gì nhục thân cực hạn, quyền cương như mưa rơi đánh về phía hắc giáp thanh niên, một quyền hắn đều ngăn không được, lại làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy quyền đây? Bành bành bành, hắc giáp thanh niên bị oanh thổ huyết không ngừng, thể nội xương cốt không biết bể nát bao nhiêu, mấy hơi thở thời gian, liền co quắp mềm ở trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Người rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ nắm giữ như thế đáng sợ nhục thân? Hắc giáp thanh niên ngã trên mặt đất, suy yếu phun ra một câu. Vạn La đế vực, kiếm hồng trần, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, phất tay, từng đạo thần văn phù hiện, hóa thành từng đạo quang mang bao phủ hắc giáp thanh niên, phòng ngừa hắn đào thoát. Ngay sau đó, Tiêu Phàm không chút do dự xông vào Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí chiến trường, Nam Cung Tiêu Tiêu một người độc chiến bốn người, cũng lộ ra có chút cố hết sức. Nhục thân của hắn mặc dù cường đại, nhưng đối phương bốn người có thể cũng là cổ thần cảnh bên trong cao cấp nhất thể tu, bốn người hợp lực, rõ ràng đem hắn ép ở hạ phong. Bất quá, theo lấy Tiêu Phàm đến, bốn người nháy mắt bị áp chế xuống, dù là Tiêu Phàm không có thể chất dị tượng, nhưng nhục thân lại so người ở đây đều muốn cường hoành. Thình thịch, hoàng kim chiến giáp thanh niên bị Tiêu Phàm đánh trúng lồng ngực, trong miệng oa oa thổ huyết, trùng điệp đập ở mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Đế vực thiên tài, có vẻ như cũng bất quá như thế. Nam Cung Tiêu Tiêu cười gằn nói, một quyền đem một người khác cho đánh bay, trực tiếp làm vỡ nát đối phương thể nội xương cốt. Nhưng mà, này xa xa còn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu khóa chặt cuối cùng hai người. Một lát sau, cuối cùng hai người cũng bị Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu phế bỏ, bất quá hai người sắc mặt cũng biến suy yếu lên. Vừa mới một trận chiến này, đối hai người tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn không cách nào dùng thần thạch đến bổ sung thần lực, nếu là lại trải qua dạng này một trận chiến đấu, hai người đoán chừng cũng không chịu đựng nổi. Nhìn xem ngã trong vũng máu năm người, Nam Cung Tiêu Tiêu thu liếm trên người khí thế, nói, lão tam, bọn họ xử lý như thế nào, trực tiếp làm thịt vẫn là. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào năm người này, giết bọn họ, nhất định sẽ có người biết rõ, không giết nha, về sau cũng sẽ phiền phức. Nếu không, để bọn hắn tự sinh tự diệt a, hiện tại bọn hắn không có quá nhiều lực lượng, nhất định sẽ bị nơi này áp lực cho ép thành thịt nát. Nam Cung Tiêu Tiêu nói ra. Cũng tốt, Tiêu Phàm nghĩ tới nghĩ lui, như thế một cái biện pháp, chỉ ít không phải mình giết bọn họ, nếu như sống không nổi, chỉ có thể quái chính bọn hắn. Không muốn đi, cứu chúng ta, coi như Tiêu Phàm quay người thời khắc, hoàng kim chiến giáp thanh niên đột nhiên dùng hết toàn lực hét lớn, hắn thật sợ. Mặt khác bốn người cũng đồng dạng như thế, bọn họ là thiên tài không sai, nhưng là đồng dạng sợ chết. Nơi này, đoán chừng không có bao nhiêu người có thể đến, đoán chừng không cần đến nửa canh giờ, bọn họ cũng sẽ bị sinh sinh ép thành thịt nát. Cho ta một cái cứu các ngươi lý do. Tiêu Phàm quay người, nhàn nhạt nhìn xem mấy người mở miệng nói. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là cười tủm tỉm nhìn xem năm người, cho Tiêu Phàm truyền âm nói, lão tam, nếu như có thể để bọn hắn thần phục, đối Tu La Điện tới nói ngược lại cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm lại như thế nào không biết đây. Thế nhưng là, những người này mặc dù sợ chết, nhưng nếu muốn để bọn hắn thần phục, đoán chừng cũng không dễ dàng. Chúng ta nguyện ý giao ra Càn Khôn giới, các ngươi cứu chúng ta rời đi. Hoàng kim chiến giáp nam tử cắn răng nói. Năm người này, hiển nhiên lấy hắn làm tôn, những người khác cũng không có phản đối hắn lời nói. Ngươi không nói ta còn quên đi, các ngươi trên người Càn Khôn giới, hẳn là xem như ta chiến lợi phẩm. Tiêu Phàm buông tay một chiêu, năm người đầu ngón tay Càn Khôn giới nhao nhao thoát ly ngón tay, rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Ngươi, năm người khó thở, nhưng lại không dám quát mắng Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm quét năm mai càn khôn giới một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không hổ là đại hoang đế vực đỉnh cấp thiên tài, trên người tài nguyên thật đúng là không ít. Những vật này, cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tất nhiên không có đầy đủ lý do, ta cũng không tất yếu cứu các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt quét năm người một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chúng ta có thể đáp ứng các hạ một việc, chỉ cần không trái với chúng ta nguyên tắc, chúng ta đều có thể đi làm. Hoàng kim chiến giáp nam tử lại vội vàng nói, sợ Tiêu Phàm cứ đi như thế. Đầu lưỡi hiệp nghị cũng không có gì ước thúc tính. Tiêu Phàm nghĩ đều không nghĩ liền mở miệng nói, hơn nữa, một việc, cũng không đủ để đổi lấy tính mạng các ngươi. Ba kiện, chúng ta nguyện ý đáp ứng ngươi ba chuyện, hơn nữa, nguyện ý giao ra một sợi mệnh hồn. Hoàng kim chiến giáp thanh niên cắn răng nói, mệnh hồn sao? Tiêu Phàm trên mặt rốt cục hiện lên một vòng ý cười, vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, còn chưa đủ. Mệnh hồn, chính là tu sĩ mệnh cách chi khí, đánh mất một sợi cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ bất quá, nắm giữ bọn họ mệnh hồn người, có thể ở vạn dặm bên ngoài trọng thương bọn họ mà thôi. Đây đối với người bình thường tới nói, có lẽ lại là rất nghiêm trọng. Nhưng là đối với những cái này thiên tài tới nói, nhưng lại không tính cái gì, bởi vì trên đời này, có thể vẫn có rất nhiều đồ vật có thể bù đắp mệnh hồn. Bọn họ nếu là thất hứa, Tiêu Phàm cũng nhiều nhất trọng thương bọn họ, nhưng căn bản nếu không tính mạng bọn họ. Các hạ không nên được voi đòi tiên. Hoàng kim chiến giáp thanh niên ngưng tiếng nói. Hiện tại ngươi còn có tư cách cho ta bàn điều kiện sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn thế nhưng là chiếm cứ lấy quyền chủ động, há lại sẽ bị bọn họ uy hiếp. Chúng ta nguyện ý lấy thần vương kiếp lập xuống huyết thệ, nếu là dám vi phạm hôm nay hứa hẹn, nhất định thiên chu địa diệt. Hắc giáp thanh niên vội vàng nói ra, ta người này không quá làm sao tin tưởng lời thề. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, lộ ra vẻ trần trờ. Vậy chúng ta cũng không có biện pháp. Hắc giáp thanh niên cũng là bất đắc dĩ nói. Kỳ thật cũng không phải Tiêu Phàm không tin huyết thệ, đồng dạng tới nói, huyết thệ đối với cổ thần cảnh vẫn có uy hiếp rất lớn, bởi vì bọn hắn đột phá thần vương cảnh, nhất định sẽ độ thần vương kiếp. Nếu là vi phạm với lời thề, thần vương kiếp uy lực nhất định sẽ bạo tăng, vượt qua thần vương kiếp hy vọng cũng liền nhỏ rất nhiều. Nhưng mấu chốt là, Tiêu Phàm là thiên đố chi nhân, cái kia thần vương cướp chắc chắn sẽ không trợ giúp hắn, thậm chí khả năng còn sẽ giảm bớt bọn họ lôi kiếp. Liền tựa như, Tiêu Phàm cùng trời là địch, mà bọn họ vi phạm lời thề, liền là cùng Tiêu Phàm là địch, trời tự nhiên sẽ trợ giúp bọn họ, đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, trời phải chăng chân chính tồn tại, còn chưa biết được. Trừ phi các ngươi cùng ta ký kết chủ phó khế ước. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, hắn ở trong tu la truyền thừa tìm thật lâu, rốt cục tìm được một loại phương pháp. Loại này phương pháp, hắn kỳ thật vẫn luôn biết rõ. Chỉ là hắn một mực coi là chủ phó khế ước uy lực không đủ để khống chế người khác mà thôi. Nhưng căn cứ tu la truyền thừa ghi chép, chủ phó khế ước, xa so với chủng ma chi thuật còn muốn kiên cố. Ngươi đừng quá phận, hoàng kim chiến giáp thanh niên năm người trăm miệng một lời giận dữ hét, bọn họ thế nhưng là đại hoang đế vực tuyệt thế thiên kiêu, làm sao có thể nhận người khác làm chủ đây? Gặp lại, Tiêu Phàm trực tiếp xoay người rời đi. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Hoàng kim chiến giáp thanh niên cơ hồ dùng hết toàn lực quát, bất quá, chúng ta hoàn thành ngươi ba chuyện sau đó, ngươi được thả chúng ta tự do. Tiêu Phàm ngừng thân hình, quay đầu cười nhìn xem năm người, vỗ tay phát ra tiếng, nói thành giao. Một lát sau, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo phù văn, cùng làm người ký kết chủ phó khế ước, loại này phương pháp, có thể so sánh chủng ma chi thuật muốn đáng tin nhiều, chủ tử bộc chết chủ không phải chết. Tiêu Phàm nếu là muốn bọn họ chết, hoàn toàn là rất đơn giản sự tình, đương nhiên, năm người cũng khẳng định, Tiêu Phàm tuyệt đối không dám tùy tiện để bọn hắn chết. Quên nói cho các ngươi, ta người này, khả năng không thế nào thụ lão thiên phù hộ, tùy thời khả năng không may, các ngươi cũng đừng để cho ta chết. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem năm người nói, năm người nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể bắt hắn cho thiên đao vạn quả, có thể Tiêu Phàm nếu là chết rồi. Bọn họ lại còn có thể sống được. Đúng rồi, các ngươi gọi tên là gì? Tiêu Phàm lại hỏi, ta gọi Thiên Bằng, đây là Bạo Quân, Tần Phong, Tần Mưa, Tần Lôi. Hoàng kim chiến giáp thanh niên chủ động giới thiệu nói. Thiên Bồng, Tiêu Phàm trợn to hai mắt,
trong đầu không tự giác nhớ tới một cái tên. Nhìn thấy Tiêu Phàm biểu lộ, Hoàng Kim chiến giáp thanh niên Thiên Bằng, còn tưởng rằng Tiêu Phàm biết hắn đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên. Cái tên này phù hợp ngươi, đủ ngốc, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói, nghe được phía trước một câu, Thiên Bằng một mặt cao ngạo, chỉ là đằng sau một câu kia, kém chút không nhường hắn bộc phát. Tiêu Phàm con ngươi lại rơi vào ba người khác trên người, cười nói, ba người các ngươi, có phải hay không còn có một cái huynh đệ gọi Tần Điện? Không có, ba người không chút do dự lắc lắc đầu, Tiêu Phàm thiếu dung, giống như ma quỷ một dạng. Không phải là Phong Vũ Lôi Điện sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi có huynh đệ gọi Tần Điện đây. Tiêu Phàm cười ha ha nói. Mấy người nơi nào không biết Tiêu Phàm tại đùa bỡn bọn họ, đáng tiếc chỉ có thể tức giận, nhưng lại không thể làm gì, không dám đắc tội cái này ma quỷ. Tốt, thời gian cũng không sai biệt lắm, nên lên đường. Tiêu Phàm đưa tay một chảo, năm đạo thân ảnh tức khắc lơ lửng, cùng lúc đó, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng về điểm cuối cùng phóng đi. Không bao lâu, bọn họ vị trí địa phương, tức khắc xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là từ hậu phương chạy đến hướng Nam Thiên bốn người. Nơi này có nhiều như vậy máu tươi, chẳng lẽ Kiếm Hồng Trần cùng Thiên Tinh Tử bọn họ đụng phải? Hướng Nam Thiên ngồi xổm xuống, sờ lên mặt đất máu tươi, nói, huyết còn có chút nhiệt lượng thừa, hẳn là mới vừa đi không được lâu. Kiếm Hồng Trần là mạnh, nhưng hẳn không phải là Thiên Tinh Tử bọn họ đối thủ, Thiên Tinh Tử thế nhưng là nắm giữ có thể so với cửu đại cổ thể hoang cổ bá thể. Diệp Tam Sinh ngưng tiếng nói, nếu như Kiếm Hồng Trần bị thương, người coi như thế nào? Hướng Nam Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Tam Sinh nói. Diệp Tam Sinh trong mắt tóe bắn ra hai đạo lợi mang, tuy nhiên hắn không có mở miệng, nhưng cũng đã nói ra bản thân đáp án. Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm hai người nhíu mày, thần sắc có chút phức tạp. Sốt cục đi ra, Tiêu Phàm đem Thiên Bằng năm người tùy ý bỏ vào một bên, duỗi lưng một cái, tựa như mang theo năm người này thông qua cuối cùng một đoạn cự ly, hắn căn bản không có bất luận cái gì áp lực một dạng. Thiên Bằng năm người phiền muộn đến cực điểm, bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân trước đó vị trí địa phương, cự ly điểm cuối cùng dĩ nhiên chỉ có không đến một dặm cự ly. Chỉ kém một chút a, bản thân năm người liền thông qua được đệ nhất ải khảo nghiệm, căn bản không cần Tiêu Phàm xuất thủ. Nhưng bây giờ, năm người hối hận cũng đã hoàn toàn không còn kịp rồi, cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước, năm người muốn liên thủ giết Tiêu Phàm đều không có khả năng. Năm người chỉ có thể hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, trong mắt đều kém chút chừng đi ra. Làm sao, các ngươi có ý kiến gì không? Cùng lắm thì ta lại tiễn các ngươi trở về. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, căn bản không có bị cừu thị cảm giác, tựa như đang cùng mấy cái lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Đưa trở về, mấy người không khỏi rụt rụt cổ, đánh chết bọn họ đều không có khả năng lại trở về, mặc dù bị Tiêu Phàm âm, nhưng tốt xấu cũng xem như thông qua được đệ nhất ải, bản thân còn có cơ hội lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa khả năng. Lão Tam, ngươi nhìn, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên chỉ nơi xa kêu lên, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa đám mây lộng lẫy, bao phủ toàn bộ chân trời, vạn đạo hà quang ở trong đó nở rộ, được không chói lọi. Ở cái kia thải vân phía dưới, có một cái to lớn ngọc đài, ngọc lôi đài phía trên mới cũng đã đứng đấy lần lượt từng bóng người. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm Thiên Vũ, tựa như đang đợi cái gì. Thông qua đệ nhất ải khảo hạch, có thể tiến vào chiến đài chờ đợi. Lúc này, một đạo thanh âm ở Tiêu Phàm mấy người bên tai vang lên. Nhiều người như vậy, Tiêu Phàm cũng bị nơi xa tu sĩ cho khiếp sợ đến, nguyên bản hắn coi chính mình cũng đã đầy đủ nhanh, có thể không nghĩ đến, lại có 7-8 người dẫn đầu đến. Nhiều không, một bên Thiên Bằng bĩu môi, 7-8 người căn bản không coi là quá tốt a. Chỉ là ngươi vạn la đế vực có hai người các ngươi mà thôi. Không nhiều sao, Tiêu Phàm quay đầu nhìn Thiên Bằng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên Bằng vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Đi thôi, Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, liền cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đạp không mà lên, hướng về nơi xa chiến đài lao đi. Kiếm Hồng Trần, ngươi không thể bại lộ giữa chúng ta sự tình. Thiên Bằng vội vàng hướng về nơi xa Tiêu Phàm truyền âm nói. Bọn họ năm người cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước, nếu như khiến người khác đại hoang đế vực người biết rõ, đoán chừng về sau liền không mặt mũi lăn lộn. Nhìn các ngươi biểu hiện, Tiêu Phàm cười nhìn năm người một cái,
sau đó nhanh chóng hướng về ngọc đài bay đi. Một lát sau, hai người liền rơi vào ngọc đài trên, không khỏi đưa tới mấy người chú ý, một cỗ cường hoành khí tức hướng về Tiêu Phàm hai người nghiền ép mà tới. Bất quá hai người sớm thành thói quen, điểm ấy uy thế còn không làm gì được hai người. Lão nhị, người có phải hay không đã sớm biết bản thân nắm giữ man hoang lôi thể? Tiêu Phàm không nhìn những người khác, mà là nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu, truyền âm hỏi. Trước kia ta không biết rõ, bất quá về sau lấy được sư tôn toàn bộ truyền thừa sau đó, ta liền biết, chỉ là một mực coi chính mình không có thức tỉnh thể chất dị tượng. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha nói, làm sao, thể chất dị tượng còn cần thức tỉnh sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, điểm này hắn thật đúng là không làm sao quan tâm, bởi vì hắn thể chất mặc dù là vô tận chiến thể, nhưng là một loại hậu thiên thể chất, không thuộc về tiên thiên thể chất phạm trù. Ở đông đảo thể chất, hậu thiên thể chất 10 phần không đáng chú ý, căn bản không cách nào cùng tiên thiên thể chất đánh đồng với nhau. Không sai, thể chất dị tượng cần thức tỉnh, trước kia ta không biết rõ cái gì là thể chất dị tượng, thẳng đến trước đó nhìn thấy thiên bằng thể chất dị tượng, ta mới phát hiện, nguyên lai ta từ lúc thức tỉnh thời điểm, đã tỉnh lại thể chất dị tượng. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu nói, lập tức quái dị nhìn xem Tiêu Phàm nói, lão tam, ngươi không phải nắm giữ tu la thần thể a? Chẳng lẽ không có thức tỉnh thể chất dị tượng? Không có, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn hiện tại căn bản không có nắm giữ cái gì tu la thân thể, mà là vô tận chiến thể. Vô tận chiến thể căn bản không có cái gì thể chất dị tượng, bất quá lại có thể luyện hóa cái khác thể chất huyết mạch chi lực, sau đó vì bản thân sử dụng. Liền tựa như hắn hiện tại, có thể thi triển ra tinh thần thiên thể thể chất dị tượng, chỉ là trước đó sợ kẻ khác phát hiện vô tận chiến thể đặc thù, cho nên một mực đều không có sử dụng. Hơn nữa, lấy hắn thực lực, muốn thông qua đệ nhất ải nhục thân khảo nghiệm, cũng không phải là cái gì độ khó. Lão nhị, người có hay không phát hiện, thiên bằng cùng bạo quân thể chất dị tượng, cùng chiến hồn đại lục chiến hồn tương tự. Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tiếng nói. Hắn trong đầu một mực đang suy nghĩ vấn đề này, chỉ là hắn lại không nói ra được cái gì. Tiêu Phàm nhớ kỹ, từng ở chiến hồn đại lục gặp gỡ huyết thần long nói qua, chiến hồn đại lục rất đặc thù, mỗi người đều nắm giữ linh hồn thiên phú. Hơn nữa, chiến hồn đại lục chiến thánh cảnh, liền là cần chiến hồn hòa vào huyết mạch sau đó, liền khó có thể bóc ra. Ở trong đó có phải hay không có một chút liên hệ đây, hay là nói, chiến hồn cùng huyết mạch tương dung sau đó, liền lâm vào ngủ say. Tiêu Phàm cũng muốn càng hồ đồ, bất quá hắn có thể nhất định là, chiến hồn, tuyệt đối cùng linh hồn thiên phú có quan hệ. Về phần phải chăng cùng thể chất có quan hệ, vậy liền không rõ ràng. Ngươi không nói ta thật đúng là không phát hiện, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là như lời ngươi nói, ngươi nhìn ta thể chất dị tượng, kỳ thật liền là chiến tộc truyền thừa chiến hồn. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ lại, trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Nếu quả thật là dạng này, đây chẳng phải là nói, chiến hồn đại lục, chỉ cần là tu luyện giả, vậy liền đều là thần thể hai ngày nghỉ ngơi. Tiêu Phàm nội tâm cũng 10 phần không bình tĩnh, tựa như phát hiện thiên đại bí mật một dạng. Khó trách thái cổ thần giới nhiều như vậy thế lực người tiến nhập chiến hồn đại lục. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái, lão tam, chờ ngươi đột phá thần vương cảnh, nhất định muốn mau chóng nghĩ biện pháp tìm tới chiến hồn đại lục, bằng không tiểu ma nữ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, ngưng tiếng nói, ai dám đối thi vũ bất lợi, ta muốn mạng hắn. Trong lòng của hắn cũng âm thầm làm một cái quyết định, nhất định muốn nghĩ biện pháp biết rõ ràng chiến hồn đại lục bí mật, nếu là cùng bản thân đoán nghĩ đến, cái kia tu la điện khả năng liền đều là kinh khủng thiên tài. Đúng rồi, lão tam, ta trước kia phải có hai cái chiến hồn A, tại sao chỉ có man hoang lôi thể, mà kim cương đại lực thần như thể chất lại không thấy? Nam Cung Tiêu Tiêu lại ngưng tiếng hỏi. Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Chính hắn không phải cũng nắm giữ hai cái chiến hồn A, vô tận chi hỏa cùng thí thần, nhưng bây giờ, hắn không phải cũng không có cái gì thể chất đặc thù. Ngươi nói, có thể hay không dạng này, kim cương đại lực thần như thể chất so ra kém ngươi lôi điện chiến hồn thể chất, cho nên kim cương đại lực thần như loại kia đặc chất lực lượng, liền bị ngươi man hoang lôi thể hấp thu. Tiêu Phàm hỏi, không sai, loại này khả năng rất lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu. Tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, cười nói, nếu quả thật là dạng này, cái kia tu la điện huynh đệ, có thể đều là tuyệt thế thiên tài a. Chuyện này, chúng ta biết rõ liền được,
tuyệt đối không nên để cho người thứ ba biết rõ. Tiêu Phàm suy nghĩ nửa ngày, trịnh trọng nhắc nhở nói. Việc này nếu như bị cái khác đại thế lực biết rõ, 89/10 sẽ đem bọn họ nắm tới cắt miếng nghiên cứu. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, việc này đoán chừng không chỉ đám bọn hắn biết rõ, lúc trước chiến gia, diệp gia đám gia tộc khả năng cũng biết rõ, dù sao bọn họ lúc trước có thể đều là toàn bộ đều quỷ dị biến mất. Bây giờ hắn cũng đã nhìn thấy qua Hoàng Phủ Tinh Vũ, lại nghe được Diệp Khuynh Thành danh tự, đoán chừng tiếp xuống, khẳng định lại sẽ gặp gỡ những người khác. Yên tâm, ta biết rõ sự tình nặng nhẹ, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng trịnh trọng điểm điểm nói. Không biết hai vị huynh đệ xưng hô như thế nào, Ngọc Lôi Đài phía trên 7-8 người, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu không lọt vào mắt bọn họ, mà lại còn đang xì xào bàn tán, tức khắc có người khó chịu. Tiêu Phàm hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía nơi xa mấy người, Tiêu Phàm mở miệng nói, tại hạ Kiếm Hồng Trần, đây là ta huynh đệ. Nam Cung Ngọc, không đợi Tiêu Phàm nói ra tên hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu liền hướng lấy đám người chắp tay nói. Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn không nghĩ đến bàn tử cũng sẽ đùa nghịch chút tâm cơ, bất quá cũng tốt, nơi này vẫn là điệu thấp một chút tốt, dù sao tiếp xuống cướp đoạt cơ duyên, khó tránh khỏi sẽ đắc tội một ít người. Nguyên lai là Kiếm huynh, Nam Cung huynh, không biết hai vị là đến từ cái nào đế vực. Lại có người cười mở miệng nói, có thể không nhìn bọn họ uy áp, thực lực tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Ở không biết rõ ràng đối phương thực lực phía trước, vẫn là muốn thận trọng đối đãi. Chúng ta không phải đến từ đế vực, chỉ là đế vực phía dưới một cái phổ thông tiểu địa phương mà thôi. Tiêu Phàm nói ra, nhìn đến các hạ là không nguyện ý nói, cũng được. Người kia có chút khó chịu khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm sững sờ, có vẻ như hàng này là không tin mình nói a, nói thế nào lời nói thật liền không ai tin đây. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, nói chung, không phải là đế vực thiên tài, tuyệt đối không có khả năng trước giờ 1-2 canh giờ thông qua đệ nhất ải. Hắn cũng lười nhác giải thích, liền đứng ở đó lẳng lặng chờ đợi, 3 ngày thời gian còn có 1-2 canh giờ, đoán chừng còn có không ít người có thể đến nơi này. Nếu như chỉ có bọn họ 10 người khảo hạch đệ nhị ải mà nói, vậy cũng quá không ý tứ. Bọn họ không phát hiện là, trong đó có một cái dáng người vĩ ngạn, tướng mạo anh tuấn tử bào thanh niên trong mắt chán phóng sát mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, tựa như hận không thể đem bọn họ làm thịt một dạng. Kẻ khác có lẽ không biết Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đến từ nơi nào, nhưng là hắn lại biết rõ, bởi vì Tiêu Phàm bay lên ngọc đài phương hướng. Thế nhưng là cùng hắn đến từ cùng một cái phương hướng. Mà hắn nhớ kỹ, chỗ đó ngoại trừ đại hoang đế vực có thể tiến vào bên ngoài, một cái khác đế vực liền là vạn la đế vực. Đám kia phế vật, không phải để bọn hắn ngăn cản nữa ngày thời gian sao? Tử bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, một đầu tuyết bạch tóc choàng tại gặp sau, giống như bạch tuyết trong suốt sáng sủa. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm bọn họ đi qua hắc thạch đường, đột nhiên toát ra 4 đạo bóng người. Chính là hướng Nam Thiên, Diệp Tam Sinh, Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm. 4 người miệng lớn thở phì phò, sắc mặt có chút trắng bệch, làm áp bách trên người bọn hắn cỗ kia lực lượng biến mất sau đó, 4 người chỉ cảm giác toàn thân buông lỏng. Sốt cục đi ra, trầm mặc ít nói Thiên Kiếm Chi Đô từ đáy lòng thở dài một hơi. Đây không phải thiên bằng bọn họ sao? Hướng Nam Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa 5 đạo bóng người. Lại là nhìn thấy 5 người xếp bằng ngồi dưới đất chữa thương. Khi thấy hướng Nam Thiên 4 người đến thời khắc, thiên bằng 5 người bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem hướng Nam Thiên 4 người. Thiên bằng, người sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, ta thừa nhận nhục thân không bằng ngươi, nhưng nếu là toàn lực ứng phó mà nói, ngươi có thể chưa chắc là ta đối thủ. Diệp Tam Sinh trong mắt lộ ra lăng lệ phong mang, hiện tại các ngươi thần lực lại thừa bao nhiêu đây? Thiên bằng nghe được Diệp Tam Sinh lời nói, lạnh như băng mở miệng nói, trong lòng của hắn vốn liền kìm nén một ngụm nộ khí, vừa vặn không địa phương phát tiết đây. Bạo quân 4 người cũng đồng dạng sát khí bừng bừng, 10 phần khó chịu Diệp Tam Sinh uy hiếp một dạng. Chúng ta đều thông qua được đệ nhất ải, không tất yếu ở trong này tranh đấu, kết quả là tốt kẻ khác. Hướng Nam Thiên vội vàng cười cười nói, các ngươi liền không có phát hiện. Chúng ta làm gì sẽ trước giờ chạy tới nơi này sao? Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm sắc mặt đều phát sinh vi diệu biến hóa, bọn họ như thế nào không biết hướng Nam Thiên ý nghĩ. Phát hiện như thế nào,
không phát hiện lại như thế nào? Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ hướng Nam Thiên bọn họ tại sao trước giờ xuất hiện ở đây, đó là bởi vì Tiêu Phàm đem mười mấy người kia đều giết. Không có gì, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, chính là trước đó cùng các ngươi giao thủ hai người kia giết các ngươi người. Hướng Nam Thiên lơ đễnh nói. Hèn hạ, Lý Thanh Trúc trong lòng mắng thầm. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu có thể nói là cứu bọn hắn tính mệnh, càng là để bọn hắn trước giờ thông qua đệ nhất ải, nhưng bây giờ hướng Nam Thiên dĩ nhiên trực tiếp liền đem Tiêu Phàm bọn họ bán rẻ. Lý Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, liền không còn cùng hướng Nam Thiên đứng ở cùng một chỗ, đạp không hướng về nơi xa bay đi. Thiên Kiếm cũng nhàn nhạt lắc lắc đầu, hắn mặc dù không có cảm kích Tiêu Phàm, nhưng là không nghĩ tới hãm hại Tiêu Phàm. Hướng Nam Thiên không có quan tâm Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm rời đi, trên mặt vẫn như cũ duy trì thiếu dung, trong lòng thầm nói, Thiên Bằng bọn họ nếu là biết rõ, đoán chừng liền sẽ không buông tha kiếm Hồng Trần a, mượn bọn họ tay diệt kiếm Hồng Trần cũng tốt. Ngươi nói cái gì? Thiên Bằng sắc mặt trầm xuống, trên người bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Lập tức cùng mặt khác bốn người nhìn nhau một cái, tựa như bản thân bí mật bại lộ đồng dạng. Hướng Nam Thiên bốn người tất nhiên gặp được bản thân năm người cùng Tiêu Phàm hai người chiến đấu. Vậy hắn chẳng phải là cũng thấy được bản thân năm người cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước sao? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là to lớn sỉ nhục a. Ta đây là hảo tâm nói cho các ngươi mà thôi, cũng không có gì, ta nghĩ, hai người bọn họ hẳn là đã bị các ngươi năm người sáng tạo đi. Hướng Nam Thiên cười nhạt một cái nói, lăn ngươi nha. Thiên Bằng gầm thét một tiếng, trực tiếp bạo khởi, nhìn thấy hướng Nam Thiên trên mặt tiếu dung, bọn họ tự nhiên lý giải thành hướng Nam Thiên đang trào phúng bọn họ. Bỗng nhiên, Thiên Bằng năm người đồng thời xuất thủ, phẫn nộ hướng về hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh vồ giết mà đi. Các ngươi chơi cái gì? Hướng Nam Thiên nơi nào nghĩ đến, Thiên Bằng năm người dĩ nhiên không cảm kích bản thân, ngược lại chào hỏi không đánh trực tiếp xuất thủ, này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Làm cái gì? Đánh ngươi nha, Thiên Bằng nhưng không có tốt như vậy tính tình, vừa vặn trong lòng ngụm nộ khí kia còn không có địa phương phát tiết đây. Hiện tại rốt cục tìm được phát tiết địa phương, tự nhiên không chút do dự xuất thủ đây. Đáng thương hướng Nam Thiên, còn không biết vì sao sẽ phát sinh dạng này sự tình. Một thoáng thời gian, thất đại cường giả kịch liệt giao chiến cùng một chỗ, thần lực sôi trào bành trướng, to lớn tiếng vang kinh động đến nơi xa ngọc lôi đài phía trên tu sĩ. Lúc này, Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm cũng đã đi tới Ngọc Đài biên giới, khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, hai người lộ ra kinh ngạc. Kiếm Hồng Trần, ngươi làm sao ở nơi này? Lý Thanh Trúc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, tựa như sống gặp quỷ một dạng. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Tiêu Phàm nghe vậy, hơi sững sờ. Chúng ta vốn là đi ở các ngươi phía trước a, các ngươi cũng đã đuổi đến nơi này, chẳng lẽ chúng ta không nên so các ngươi trước giờ chạy tới sao? Hắn chỗ nào biết rõ Lý Thanh Trúc ý tứ, Lý Thanh Trúc mấy người lại đến trên đường, thế nhưng là thấy được mặt đất máu tươi, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu gặp trọng thương, thậm chí đã chết nữa nha. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, một bộ bình an vô sự bộ dáng, cái này khiến Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm như thế nào tin tưởng đây? Ách, không có gì. Lý Thanh Trúc lắc lắc đầu, trong lòng mười phần hồ nghi. Lúc này, Thiên Kiếm tựa như hiểu cái gì, cho Lý Thanh Trúc truyền âm nói, hai người bọn họ không chịu tổn thương, Thiên Bằng bọn họ lại thụ thương thảm trọng, 89/10 là Thiên Bằng 5 người bị hai người bọn họ đánh, nếu không những cái kia máu tươi không biện pháp giải thích. Làm sao có thể, Lý Thanh Trúc đôi mắt đẹp lấp lóe, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này sự thật. Sự thật liền là như thế, chính như ngươi trước đó nói, Kiếm Hồng Trần thực lực, sâu không lường được. Thiên Kiếm hít sâu một cái. Sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái. Lý Thanh Trúc thật lâu mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, làm nàng nghe được nơi xa kịch liệt lúc chiến đấu, tức khắc cười nói cách khác, Thiên Bằng bọn họ khả năng đã sớm biết rõ mười mấy người kia bị Kiếm Hồng Trần giết đi. Không sai, Thiên Kiếm gật gật đầu, lại nói, chỉ là có một chút ta nghĩ không ra, tại sao Thiên Bằng năm người sẽ đối hướng Nam Thiên xuất thủ đây? Đoán chừng bọn họ bị Kiếm Hồng Trần đánh. Nhưng mà muốn tìm Vạn La Đế vực người báo thù a. Lý Thanh Trúc nở nụ cười xinh đẹp nói. Hai người tâm niệm giao lưu rất nhanh, Tiêu Phàm nhìn thấy Lý Thanh Trúc trên mặt tiếu dung, không biết vì sao, cái này muội tử nói chuyện làm sao lại là lạ đây.
Giờ phút này, đi đến Ngọc Lôi Đài phía trên người càng ngày càng nhiều, không ít người đều ở đây tối hậu quan đầu chạy tới nơi đây, nhiều đến 60-70 người. Tương đối mà nói, Vạn La Đế vực xem như bình quân trình độ, nhiều đế vực đạt đến 8-9 người. Sau nửa ngày, nơi xa chiến đấu lúc này mới ngừng lại, Tiêu Phàm mấy người nhìn thấy 7 đạo thân ảnh hướng về Ngọc Đài bay tới. Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hai người mặt mũi bầm dập, hiển nhiên bị Thiên Bằng 5 người đánh không nhẹ. Hướng Nam Thiên mặc dù xem như Vạn La Đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, nhưng nhục thân cũng không chiếm thượng phong, chỉ là thực lực coi như xếp hàng trên mà thôi. Đương nhiên, càng chủ yếu là, bọn họ thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng Thiên Bằng mấy người lại khôi phục nửa chén trà nhỏ thời gian, cho nên mới có thể tùy tiện áp chế bọn họ. Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh bước vào Ngọc Đài một sát na kia, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hoàn hảo đứng ở nơi đó, hai người tức khắc trợn tròn mắt. Bất quá, hai người nội tâm chỗ sâu cừu hận lại là càng thêm mãnh liệt, nếu như không phải tiểu tử này, hai người bọn họ cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Ta nhất định muốn hắn chết, Hướng Nam Thiên trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Từ khi đụng tới Tiêu Phàm thời khắc, hắn liền không có gặp gỡ chuyện gì tốt, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuối không trôi. Kiếm Hồng Trần, người tốt nhất cẩn thận Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh, hai người khả năng đối ngươi bất lợi. Lý Thanh Trúc âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ta biết, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Lý Thanh Trúc sẽ nhắc nhở bản thân. Kỳ thật không cần Lý Thanh Trúc nói, Thiên Bằng bọn họ đạp vào Ngọc Đài một sát na kia, liền đã đem vừa mới sự tình cùng Tiêu Phàm nói một lần, Tiêu Phàm đã sớm cho mình đề một cái tỉnh. Thời gian chậm rãi xói mòn, cự ly vòng thứ nhất khảo hạch 3 ngày thời gian, rốt cục đến, có thể đi đến Ngọc Lôi Đài phía trên người, giờ phút này cũng đạt hơn 100-50-60 người. Vạn La Đế vực lại vẻn vẹn chỉ có 9 người, vậy còn là ở tối hậu quan đầu, Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng cùng Hướng Nam Phong cũng chạy tới. Ở 11 đại đế vực, Vạn La Đế vực chỉ có thể xem như trung hạ trình độ. Vũ Văn Tiên cùng Thần Vô Tâm hai người dĩ nhiên không có xuất hiện, thật đúng là kỳ quái. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói, nếu luận mỗi về nhục thân, Vũ Văn Tiên thế nhưng là tinh thần cổ thể, Thần Vô Tâm cũng là tu la thần thể, lấy bọn hắn lực lượng, hẳn là có thể chạy đến nơi đây mới đúng. Nhưng là hiện tại, nhưng ngay cả bọn họ hình bóng đều không nhìn thấy, khó trách Tiêu Phàm hồ nghi. Vòng thứ nhất nhục thân khảo nghiệm kết thúc, chân trời dị thường phiêu miểu mà lại già nua thanh âm quanh quẩn, đám người thần sắc nghiêm một chút, toàn trường nháy mắt biến an tĩnh lại, chờ đợi vòng thứ hai khảo nghiệm chỉ lệnh. Hô hô, đột nhiên, chung quanh không gian lần nữa phát sinh biến hóa, lại là nhìn thấy Ngọc Đài một phương, đột nhiên mây mù quay cuồng, hướng về tứ phương mãnh liệt mà đi. Ngay sau đó, mây mù biến hóa, hóa thành một đầu bạch sắc đại đạo, thông hướng phía trước, lờ mờ có thể nhìn thấy, bạch sắc đại đạo cuối cùng, còn có một cái ngọc đài. Một cái khác ngọc đài cuối cùng, thì là một loạt bạch sắc thềm đá thông hướng mây sâu, nơi nào có vân vụ lượn lờ, đám người hoàn toàn nhìn không rõ ràng có cái gì đồ vật. Chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí thức từ nơi nào tràn ngập mà đến, nhìn đám người ánh mắt sáng quắc, trong lòng kích động vô cùng. Đệ nhị ải, linh hồn khảo nghiệm, thông qua linh hồn luyện ngục người, có thể thông qua đệ nhị ải. Cổ lão thanh âm tiếp tục vang lên, mỗi người có một lần cơ hội đạp vào linh hồn luyện ngục, hiện tại bắt đầu. Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trước mắt bạch sắc đại đạo, chẳng lẽ liền là linh hồn luyện ngục. Này nhìn qua căn bản bình thản không có gì lạ, làm sao cùng linh hồn luyện ngục có quan hệ đây? Lần này không có thời gian hạn chế, đám người cũng không lo lắng, muốn biết rõ ràng lại bắt đầu, dù sao, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, trước đó cố gắng khả năng liền uổng phí. Lão Tam, này rõ ràng là một đầu rộng rãi đại đạo a, hoàn toàn không cùng linh hồn luyện ngục móc nối a. Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn xem cái kia bạch sắc đại đạo. Không muốn khinh thị, trước đó con đường kia, cũng không nghĩ đến khó như vậy đi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, có đôi khi, càng là nhìn qua bình thản không có gì lạ đồ vật, càng nguy hiểm. Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, đứng ở đó lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày thời gian, đều không có người dám dẫn đầu bước vào bạch sắc đại đạo, lúc này, đạo kia phiêu miểu thanh âm tiếp tục vang lên, 10 cái hô hấp thời gian, không có người đạp vào linh hồn luyện ngục, liền coi là tập thể từ bỏ. Lời này vừa nói ra,
đoàn người tức khắc biến lo lắng, người nào cũng không muốn từ bỏ, nhưng ai cũng không muốn trở thành cái thứ nhất. Nhưng cuối cùng có người không nhịn được, sợ bỏ qua lần này cơ duyên, dẫn đầu xông vào bạch sắc đại đạo phía trên, hơn nữa còn là ba người đồng thời khởi hành. Những người khác nhìn chằm chằm ba người kia, sợ bỏ qua cái gì? À nhưng mà, đám người chờ đợi lại là ba tiếng kêu thảm, ngay sau đó, ba người đồng thời biến mất, cứ như vậy vô hình biến mất, dọa đến đám người sắc mặt biến đổi. Chết, có người kinh hô lên tiếng, nhìn về phía bạch sắc đại đạo tràn đầy kiêng dè. Không chết, bọn họ tại đó, đệ ta mệnh bài chưa nát, hẳn là còn sống. Đột nhiên, có người chỉ nơi xa kêu lên, ở đám người mấy trăm trượng có hơn, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái ngọc đài, lại là phát hiện ba người nằm bên trên, bất tỉnh nhân sự. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người hỏi tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Ba người vừa mới bước vào cái kia bạch sắc đại đạo, phát ra một tiếng hét thảm, liền bỗng biến mất ở chân trời ngọc lôi đài phía trên, người càng là hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám tiến lên, này đào thải cũng quá mạc danh kỳ diệu. Bọn họ muốn liên hệ ba người kia, đáng tiếc, ngọc đài chung quanh lưu quang bắn ra bốn phía, bọn họ căn bản là không cách nào ly khai cái này ngọc đài. Hiển nhiên, lúc trước sáng lập này khảo nghiệm người, đã sớm nghĩ tới đủ loại khả năng, muốn thông qua linh hồn luyện ngục, chỉ có dựa vào bản thân cố gắng. 10 cái hô hấp sắp tới lúc rồi, có người đột nhiên hét lớn. Lúc này, trong đó một cái tu sĩ lách mình hướng về bạch sắc đại đạo phóng đi, nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, người kia cũng không phải bản thân tiến vào linh hồn luyện ngục, mà là một cước đạp ở mặt khác trên người một người, đem một người khác cho đạp vào linh hồn luyện ngục. Ân Minh Tử, người hèn hạ, người kia kêu to một tiếng, sau đó phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng hư không tiêu thất, từ đầu đến cuối, vẻn vẹn đi qua một cái hô hấp thời gian mà thôi. Đoàn người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào một cái bó chặt hắc bào nhân trên người. Hắc bào nhân thân hình gầy gò, nhìn không rõ khuôn mặt, hắn hắc bào phía trên, thêu lên một cái minh chữ, tản mát ra một loại lạnh lẽo khí tức. Hiển nhiên, người này liền là Ân Minh Tử, vừa mới đánh lén kẻ khác, nhưng kẻ khác làm dò đường thạch. Rất nhiều người nhìn về phía Ân Minh Tử ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, không tự giác cự ly Ân Minh Tử một đoạn cự ly. Khặc khặc, Ân Minh Tử phát ra một tiếng âm lãnh tiếng cười. Nhìn quanh bốn phía nói, ta Quá Minh Đế vực đã có một người dò đường, hiện tại đến phiên các ngươi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng có mấy người nhận đồng Ân Minh Tử lời nói. Ngươi đi, lúc này, cả người khoác chiến bào màu trắng thanh niên mở miệng, chỉ bên cạnh hắn một cái nam tử nói ra. Là sư huynh, ta, cái kia nam tử sắc mặt biến đổi. Yên tâm, đây chỉ là một loại khảo nghiệm mà thôi, lại không có tổn thương. Vô luận ta là không lấy được truyền thừa, đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chiến bào màu trắng thanh niên trầm giọng nói. Tạ La sư huynh, nam tử nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn rất rõ ràng bản thân thực lực, bằng vào chính hắn, muốn lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, hiển nhiên là không có khả năng. Chiến bào màu trắng thanh niên thế nhưng là bọn họ đế vực đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn là vực chủ chi tử, đối phương nhân tình. Cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Nam tử không chút do dự phóng tới bạch sắc đại đạo, đoàn người cẩn thận nhìn xem, muốn thăm dò bạch sắc đại đạo bí mật. Hỏa diễm, hảo cường hỏa diễm. A nam tử so trước đó bốn người rõ ràng cường đại không ít, giữ vững được hai cái hô hấp thời gian, hơn nữa còn dùng hết toàn lực tê giống lên. Hỏa diễm, đoàn người trên mặt lộ ra kinh ngạc, bọn họ rõ ràng cái gì đều không có nhìn thấy a, chỗ nào có cái gì hỏa diễm. Hay là nói, loại kia hỏa diễm, chỉ châm đối người linh hồn, cho nên ngoại giới người căn bản nhìn không thấy. Rất nhanh, đám người nhất trí cho rằng là loại thứ hai khả năng, chỉ có chân chính đạp vào linh hồn luyện ngục người, mới có thể bản thân cảm nhận được loại kia hỏa diễm lực lượng. Ngay sau đó, các đại đế vực người đều chỉ phái một người tiến vào bạch sắc đại đạo, xác nhận loại này khả năng. Hướng Nam Thiên, hiện tại, đến lượt các ngươi Vạn La đế vực. Chiến bào màu trắng thanh niên quay người nhìn về phía hướng Nam Thiên bọn họ vị trí phương hướng. Hướng Nam Thiên nhíu mày, nhưng trong lòng là có chút trộm thoải mái, cái khác đế vực người, vẫn như cũ đem hắn trở thành Vạn La đế vực đệ nhất nhân. Nói cách khác, Vạn La đế vực quyền nói chuyện nắm chắc ở trên người hắn, hắn nói chuyện, những người khác liền không thể ngỗ nghịch.
Kiếm hồng trần, người đi lên. Hướng Nam Thiên ánh mắt không chút do dự nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt 10 phần bình tĩnh, tựa như đã sớm biết rõ Hướng Nam Thiên sẽ nhằm vào hắn đồng dạng, bất quá hắn lại đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Hướng Nam Thiên, tiểu tử này có vẻ như không thế nào nghe người cái này Vạn La Đế vực đệ nhất nhân mà nói a. Cái kia chiến bào màu trắng thanh niên La Sư Huynh mở miệng nói. Hướng Nam Thiên sắc mặt 10 phần khó chịu, mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm nói, kiếm hồng trần, ở chỗ này, ngươi liền phải nghe ta. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Hướng Nam Thiên nói, chỉ bằng hắn là Vạn La Đế vực đệ nhất nhân. La Sư Huynh mặt âm trầm mở miệng, Ân Minh Tử cũng bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Ý vị thâm trường nhìn xem Hướng Nam Thiên nói, liền bằng ngươi là Vạn La Đế vực đệ nhất nhân. Hướng Nam Thiên sắc mặt một trận tái nhợt, ở những người khác trong mắt, hắn liền là Vạn La Đế vực đệ nhất nhân, nhưng những ngày qua, Tiêu Phàm danh tiếng không phải yếu hơn hắn. Càng chủ yếu là, Tiêu Phàm vẫn là quân công bảng đệ nhất nhân. Hướng Nam Thiên, ngươi cái này Vạn La Đế vực đệ nhất nhân, là tự phong sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không nhịn được cười nói. Ở chỗ này, các ngươi đều phải nghe ta. Hướng Nam Thiên phẫn nộ phun ra một câu, tựa như Tiêu Phàm dám ngỗ nghịch hắn lời nói, hắn liền chuẩn bị động thủ. 10 cái hô hấp thời gian không dài, đám người sợ vượt qua thời gian, vội vàng lại để cho mấy người làm tốt tiến vào bạch sắc đại đạo chuẩn bị. Mà Ân Minh Tử, La Sư Huynh đám người thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn La Đế vực đám người. Tiểu tử này, đoán chừng phiền toái. Thiên Bằng mấy người trốn ở hậu phương. Một bộ xem kịch vui bộ dáng, căn bản không có hỗ trợ ý tứ. Hướng Nam Thiên, bọn họ không đi vào, vậy liền ngươi dẫn đầu đi vào, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. La Sư Huynh mặt âm trầm nói, cuồng bạo khí tức từ trên người hắn nở rộ mà ra. Các vị, ta trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng, các ngươi những cái này cái gọi là các đại đế vực đệ nhất nhân, là như thế nào sắc phong? Đương nhiên là công nhận. La Sư Huynh trên mặt lóe qua một vòng ngạo khí, 10 phần khó chịu Tiêu Phàm cái kia tiếu dung cùng ngữ khí. Có thể ta không cho rằng Hướng Nam Thiên là Vạn La Đế vực đệ nhất nhân. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thì tính sao công nhận. Đám người lúc này mới phát hiện sự tình có vẻ như có chút không thích hợp. Cái này hắc bào tiểu tử, dĩ nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy phủ định Hướng Nam Thiên địa vị, muốn đến cũng không đơn giản. Mấy người hồi tưởng một chút cái này mới phát hiện. Có vẻ như tiểu tử này, là Vạn La Đế vực cái thứ nhất chạy tới. Kiếm hồng trần, người trung quy là ta Vạn La Đế vực người. Hướng Nam Thiên sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh. Người cũng không đem ta xem như Vạn La Đế vực người a, nếu không mà nói, cũng sẽ không vắt óc suy tính đối phó ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói. Không muốn lãng phí thời gian, ai là quân công bảng đệ nhất nhân, người nào thì có quyền nói chuyện, dạng này không phải rất tốt sao? Lúc này, một cái khác tử bào thanh niên mở miệng nói. Hướng Nam Thiên sắc mặt biến đổi, bất quá không chờ hắn mở miệng, Ân Minh Tử lại nói ra, cũng tốt, cứ như vậy minh xác, những người khác nếu là dám phản bác, trước hỏi một chút chúng ta những người này. Hướng Nam Thiên nghe vậy, giữ tợn nghiêm mặt, tựa như so ăn chết chuột còn muốn khó chịu. Hướng Nam Thiên, người đã nghe chưa? Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt nhìn xem Hướng Nam Thiên nói. Hướng Nam Thiên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, hai tay nắm tay, kém chút liền muốn bóp ra máu, hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm phát tiết trong lòng lửa giận. Hướng Nam Thiên, hiện tại nên đến phiên ngươi. Tiêu Phàm thật không nghĩ qua cho Hướng Nam Thiên cơ hội. Đối với một cái tính toán chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nương tay, Hướng Nam Thiên nếu là có thể thông qua đệ nhị ải khảo nghiệm, vậy liền đừng nói. Nghe tiểu tử này khẩu khí. Sẽ không hắn mới là Vạn La Đế vực quân công bảng đệ nhất ha. 89/10 là, khó trách dám gây hấn Hướng Nam Thiên, nguyên lai hắn so Hướng Nam Thiên còn mạnh hơn, tên hắn có vẻ như gọi kiếm hồng trần a. Người này không thể khinh thường, có thể ngăn chặn Hướng Nam Thiên, trở thành Vạn La Đế vực đệ nhất nhân, tuyệt không phải bình thường. Đoàn người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Trước đó bọn họ không nhìn Tiêu Phàm. Là bởi vì Tiêu Phàm chỉ là vô danh hạng người, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm dung thân biến đổi, trở thành Vạn La Đế vực đệ nhất nhân, cái này thân phận,
liền dung không được bọn họ không coi trọng. Kiếm Hồng Trần, người rất tốt, hướng Nam Thiên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm. Diệp Tam Sinh, Vân Trung Phượng, hướng Nam Phong, Nguyệt Thiên Huyền bốn người sắc mặt cũng không tốt gì, ngược lại là Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm coi như bình tĩnh. Hai người bọn họ không có đắc tội Tiêu Phàm, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không dẫn đầu đối bọn họ xuất thủ. Nhưng là Diệp Tam Sinh, Vân Trung Phượng, Tây An Nam Phong hòa Nguyệt Thiên Huyền bốn người đoán chừng thảm rồi, muốn thông qua đệ nhị ải khảo nghiệm cơ hội mong manh rất nhiều. Ta vẫn luôn rất tốt, Tiêu Phàm đàm tiếu như gió, cười nhìn xem hướng Nam Thiên hướng về bạch sắc đại đạo đi đến. Ân Minh Tử, là sư huynh cùng cái kia tử bào thanh niên cũng là ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, nhớ kỹ ở cái tên này, vừa mới bản thân mấy người, dĩ nhiên không để ý đến hắn. Hiện tại nhìn đến, ngoại trừ hướng Nam Thiên bên ngoài, Kiếm Hồng Trần người này, cũng phải thận trọng đối đãi. Hướng Nam Thiên đi đến bạch sắc đại đạo trước mặt, cuối cùng vẫn là đạp đi lên, đoàn người ánh mắt cũng nháy mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Hướng Nam Thiên thực lực không phải cho phép khinh thường, có hắn dò đường, đoán chừng có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Quả nhiên, hướng Nam Thiên cũng không có như cùng trước đó những người kia đồng dạng rơi xuống bạch sắc đại đạo, mà là đạp trên cái kia bạch sắc đám mây hướng về phía trước đi đến. Chỉ là, hướng Nam Thiên hành tẩu thời khắc, hắn thân thể đang khẽ run lấy, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Hắn bước chân không có đình chỉ, đầu này đại đạo nhìn qua cũng liền 100 trượng, hướng Nam Thiên rất nhanh liền đi ra chừng 10 trượng cự ly. Lão Tam, này hướng Nam Thiên linh hồn lực lượng đoán chừng rất mạnh a. Nam Cung Tiêu Tiêu âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Nhục thân ta đều không sợ hắn, huống chi linh hồn đây. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời. Cũng không phải hắn tự phụ, mà là một mực đến nay, linh hồn đều là hắn mạnh nhất thủ đoạn, huống chi, hắn linh hồn đã trải qua huyết u minh tẩy lễ, cũng đã đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Cho dù là gặp gỡ thần vương trung kỳ cường giả, bằng vào linh hồn chi lực mà nói, Tiêu Phàm cũng không e ngại. 50 trưởng, có người kêu sợ hãi, lúc này mới mười mấy cái hô hấp mà thôi, hướng Nam Thiên dĩ nhiên đi một nửa lộ trình, dạng này thực lực, lại là đáng sợ. Phải biết, trước đó những cái kia thế nhưng đều là cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ thần vương A, có thể vẻn vẹn giữ vững được một hai cái hô hấp mà thôi. Chỉ là đám người căn bản là nhìn không ra vấn đề gì, hướng Nam Thiên bị buộc tiến vào linh hồn luyện ngục, hắn chắc chắn sẽ không đem bản thân cảm thụ nói cho đám người. Lúc này, hướng Nam Thiên đi tới 80 trượng vị trí, hắn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, lung lay sắp đổ, hai chân đều lâm vào bạch sắc đám mây. Xa xa nhìn lại, hướng Nam Thiên mồ hôi đã chảy ướt lưng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ kiên trì không được một dạng. Mấy tức sau đó, hướng Nam Thiên rốt cục vượt qua 90 trượng đại quan, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua cái gì. Nhanh, nhanh, đám người nhìn thấy, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc, Ân Minh Tử mấy người lại là kích động không thôi, tựa như hướng Nam Thiên đều có thể tới, bọn họ cũng đồng dạng có thể đi qua một dạng. Chỉ là đoàn người không phát hiện là, một mực trầm mặc không nói hướng Nam Phong, trong mắt lại là lóe qua một vòng lợi mang, đó là một cỗ đối hướng Nam Thiên cửu thị. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, hướng Nam Phong cùng hướng Nam Thiên thế nhưng là huynh đệ a, vì sao sẽ cửu thị hướng Nam Thiên đây? 98, 99, 100, đoàn người dựng ngược lấy, tựa như là bọn họ bản thân thân lâm kỳ cảnh một dạng. A cũng liền ở lúc này. Hướng Nam Thiên đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cả người hướng về phía trước bổ nhào về phía trước, ngược lại đang đối mặt ngọc lôi đài phía trên, bất tỉnh nhân sự. Đi qua, đoàn người hít sâu một hơi, hướng Nam Thiên mặc dù hôn mê, nhưng hắn lại là chân chính chống đỡ đạt đến đối diện. Tiêu Phàm thần sắc lại là không vui không buồn, hướng Nam Thiên nhục thân có lẽ không làm sao, nhưng hắn linh hồn lực lượng lại là cường hoành, không thể khinh thường. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên mấy đạo thân ảnh đồng thời đạp không mà lên, lại là Ân Minh Tử, là sư huynh, tử bào thanh niên cùng mặt khác mấy người. Đám người nhìn thấy hướng Nam Thiên đều xông đi qua, bọn họ thân làm cùng cấp bậc thiên kiêu, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ e ngại. Thiên Tinh Tử, Thiên Kiếm chi vọng lấy cái kia tử bào thanh niên bóng lưng, không khỏi nhíu mày. Ngươi cùng cái kia tử bào thanh niên có thù, Nam Cung Tiêu Tiêu cổ quái nhìn xem Thiên Kiếm nói. Thiên Kiếm không có để ý tới Nam Cung Tiêu Tiêu, đồng thời, trong mắt hắn cửu hận cũng nháy mắt biến mất,
tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai, bị người không nhìn cảm giác, nhưng hắn có chút xấu hổ, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, lão tam, chúng ta cũng đi thôi, hướng Nam Thiên đều có thể tới, chúng ta khẳng định cũng có thể xông qua đệ nhị ải. Không vội, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, dù sao chỉ cần linh hồn luyện ngục phía trên có người liền có thể. Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, lại là nhìn thấy những người khác cũng nhao nhao bước lên bạch sắc vân đạo, rất nhanh, hơn 100 người liền còn thừa không có mấy. Nếu như đã bảo đảm không có nguy hiểm, đám người tự nhiên không có gì có thể lo lắng, nhiều nhất cũng liền linh hồn gặp một chút khảo nghiệm mà thôi. Lão Tam, người phát hiện cái gì không? Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, những người này cũng không có cái gì dị dạng, nhưng là trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn hướng bên cạnh một đạo thân ảnh, nói, hướng Nam Phong, người tại sao không đi lên? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm đám người toàn bộ đều bắt đầu xông đệ nhị ải, chỉ có hướng Nam Phong chủ trừ không tiến, không biết đang đợi cái gì. Ta có đi lên, có liên quan gì tới ngươi? Hướng Nam Phong lạnh như băng hồi đáp, lại không trước đó đối mặt Tiêu Phàm sợ hãi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hướng Nam Phong lúc nào như thế có cốt khí, dám theo bản thân như thế nói chuyện. Lão nhị, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm, hướng về bạch sắc vân đạo bay đi. Lão Tam, này hướng Nam Phong làm sao cảm giác thay đổi một người? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, luôn cảm giác hướng Nam Phong có chút không giống bình thường. Cẩn thận hắn là được. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhắc nhở Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Một hơi sau đó, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người cũng đi tới Ngọc Đài biên giới. Lại là nhìn thấy bạch sắc vân đạo phía trên không ít người phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hướng về vân đạo phía dưới rơi xuống mà đi, lần nữa xuất hiện, đã là ở một cái khác ngọc đài trên. Một màn này, 10 phần quỷ dị, nhưng Tiêu Phàm cũng có thể phát hiện, những người kia cũng không có cái gì dị dạng. Lập tức, Tiêu Phàm hai người đối mặt một cái, liền đồng thời hướng về bạch sắc vân đạo phía trên đạp đi. Hô hô! Cũng liền ở Tiêu Phàm bước vào bạch sắc vân đạo một sát na kia, bốn phía cảnh sắc đột nhiên phát sinh rất lớn biến hóa, bạch sắc vân đạo biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là vô tận hỏa diễm biển. Hỏa diễm thành huyết hồng sắc, lộ ra một cỗ máu tanh và thiêu đốt chi khí, một thoáng thời gian, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình linh hồn nháy mắt muốn hôi phi yên diệt một dạng. Cái kia huyết hồng sắc hỏa diễm, điên cuồng mà tràn vào hắn trong đầu, hướng về cái kia màu đen vòng xoáy mãnh liệt mà đi. Nó tựa như có thể tìm tới bản thân linh hồn một dạng. Lúc này, Tiêu Phàm không chút do dự điều khiển hắc sắc vòng xoáy, một cỗ đáng sợ sắc bén chi khí dập dờn mà ra, nháy mắt đem cái kia hỏa diễm cho xoắn thành từng đoàn nhỏ bé ngọn lửa. Hắc sắc vòng xoáy bây giờ mặc dù chỉ có củ lạc lớn nhỏ, nhưng uy lực lại là mạnh đến biến thái, chớp mắt, những cái kia nhỏ bé ngọn lửa liền triệt để chôn vùi. A, à, Tiêu Phàm đột nhiên kinh dị kêu lên, hắn kinh ngạc phát hiện vừa mới cái kia hỏa diễm, dĩ nhiên hàm chứa một loại bàng bạc năng lượng, hơn nữa có thể đối linh hồn có chỗ tốt. Sinh tử luân hồi đồ, Tiêu Phàm vội vàng triệu hồi ra sinh tử luân hồi đồ, hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng rút ra cái kia linh hồn năng lượng. Đồng dạng, thí thần cũng há miệng cắn nuốt, sợ bỏ qua cái gì. Nhưng mà, cái kia hỏa diễm lại là tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, diệt sau đó, lại có mới hỏa diễm xuất hiện. Muốn nung khô Tiêu Phàm linh hồn. Đáng tiếc, có hắc sắc vòng xoáy ở, hỏa diễm liền Tiêu Phàm linh hồn đều không đến gần được, lại càng không cần phải nói làm bị thương hắn linh hồn. Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên thao túng hắc sắc vòng xoáy cùng sinh tử luân hồi đồ, một bên mở ra hai mắt, đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện, bản thân dĩ nhiên vẫn như cũ đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, hắn cũng rốt cục minh bạch, này linh hồn luyện ngục là cái gì khảo nghiệm. Những cái này hỏa diễm, sẽ liên tục phần luyện người linh hồn, mang đến một loại đáng sợ thống khổ, muốn vượt qua, liền phải cắn răng kiên trì. Nếu là linh hồn lực lượng không đủ mạnh, liền sẽ bị loại này hỏa diễm trọng thương, thân thể không bị khống chế, sau đó cũng sẽ bị linh hồn luyện ngục lực lượng truyền tống đi ra ngoài. Loại này khảo nghiệm, có thể so sánh đệ nhất ải muốn gian nan rất nhiều, dù sao, đối với đại bộ phận người tới nói, linh hồn đều là yếu ớt. Hơn nữa, hắn cảm thấy này khảo nghiệm, xa xa không chỉ bản thân tưởng tượng như thế đơn giản.
Loạn cổ đại đế truyền thừa, chỉ từ, loạn cổ, hai chữ, còn có ta được đến pháp tắc toái phiến phân tích, hơn phân nửa là nắm trong tay thời không lực lượng, tại sao cần cường đại nhục thân cùng linh hồn mới có thể kế thừa hắn truyền thừa đây? Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc không thôi. Nói chung, ngoại trừ số ít thể chất đặc thù cùng huyết mạch truyền thừa, những người khác truyền thừa, đều không cần có cái gì đặc thù yêu cầu. Mà cái này loạn cổ đại đế thiết lập truyền thừa, lại có ba cửa ải, ngoại trừ nhục thân cùng linh hồn khảo nghiệm bên ngoài, Tiêu Phàm thật không biết loại thứ ba khảo nghiệm lại là cái gì. Hắn trong đầu có rất nhiều nghi hoặc, trong lòng cũng càng ngày càng cẩn thận. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền đi qua 10 trượng cự ly, khi hắn vượt qua 10 trượng cự ly thời điểm, cái kia hỏa diễm chi lực bỗng biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một loại vô tận băng lãnh. Giờ khắc này, hắn tựa như đứng ở mênh mông vô bờ băng xuyên phía trên, cỗ kia hàn ý, nhưng hắn đều không khỏi dùng mình một cái, lạnh đến cốt tủy. Dĩ nhiên không chỉ hỏa diễm nung khô, còn có hàn băng đông kết. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, này linh hồn luyện ngục, xác thực không đơn giản. Trong lòng của hắn đang nghĩ, nếu là có thể lấy được này linh hồn luyện ngục, cho Tu La Điện tu sĩ lịch luyện, cái kia Tu La Điện tu sĩ linh hồn lực lượng, tuyệt đối sẽ bước vào một cái khác tầng thứ. Có thể tiếp nhận loại thống khổ này người, coi như linh hồn lực lượng không mạnh, nhưng 8-9 phần 10 đều là có đại nghị lực người. Đúng rồi, ta linh hồn bản thể cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, không biết là có hay không có thể thôn vệ những cái này linh hồn năng lượng đột phá đây. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt hơi sáng, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đột nhiên lui lại một bước, cái kia băng xuyên thế giới nháy mắt biến mất, lại xuất hiện hỏa diễm thế giới. Hướng Nam Phong cùng số ít mấy cái không có bước vào linh hồn luyện ngục người nhìn thấy, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Kẻ khác đều là hận không thể lập tức đi đến cuối cùng, có thể này Tiêu Phàm ngược lại tốt, dĩ nhiên ở bạch sắc vân đạo phía trên vào thối lui. Kia gia hỏa đang làm cái quỷ gì? Có người cau mày nói, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Ta cảm giác chúng ta hay là đi thôi, qua một lúc nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khả năng liền bỏ lỡ lần này cơ duyên. Lại có người nói ra, ngay sau đó, còn lại người cũng nhao nhao bước lên bạch sắc vân đạo. Hướng Nam Phong do dự lúc này, cũng đi tới, hắn cố nhiên chú ý cẩn thận, nhưng hay là sợ bạch sắc vân đạo phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bước lên bạch sắc vân đạo, cũng chính là cái gọi là linh hồn luyện ngục. Chỉ là, có thể kiên trì 10 trưởng cự ly người, không đến 100 người, nhị thập trưởng cự ly, càng là chỉ có 60 người tả hữu. Một lát sau, bạch sắc vân đạo phía trên người càng ngày càng ít, vẻn vẹn chỉ có 30 người, này 30 người, cơ bản đều kiên trì tới 60 trượng cự ly, còn đang tiếp tục kiên trì. Chỉ có Tiêu Phàm một người đứng ở 10 trượng cự ly vị trí địa phương, không ngừng thôn vệ cái kia linh hồn năng lượng. Một chén trà thời gian sau, bạch sắc vân đạo, vẻn vẹn chỉ còn lại một người, 8-9 phần 10 người đều bị đào thải, thành công đến đối diện ngọc lôi đài phía trên người. Vẻn vẹn chỉ có 13 người. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là các đại đế vực đỉnh cấp thiên tài. Đương nhiên, có hai người ngoài ý muốn, một cái là Hướng Nam Phong, mà một cái khác lại là Nam Cung Tiêu Tiêu. Cái này kết quả, để những người khác đế vực người kinh ngạc không thôi, phải biết, Vạn La đế vực không xem như mạnh nhất a. Thế nhưng là, tăng thêm Hướng Nam Thiên, thành công thông qua đệ nhị ải khảo hạch người số. Vạn La đế vực lại là chiếm được tổng nhân số 5 người một trong. Hơn nữa, còn có một người vẫn như cũ ở bạch sắc vân đạo phía trên kiên trì. Lão Tam đây là đang làm cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục linh hồn lực lượng, một mặt lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiểu tử kia sẽ không ngốc hả? Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Sẽ không, các ngươi cũng không phải không biết cái kia linh hồn luyện ngục đáng sợ. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn linh hồn chi lực rất khủng bố. Thiên Bằng cũng thành công xông qua đệ nhị ải, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Nhục thân cường hoành không nói, linh hồn lực lượng dĩ nhiên cũng như thế hùng hậu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Vạn La đế vực có người như vậy. Khó trách dám cùng Hướng Nam Thiên khiêu chiến, những người khác cũng biến ngưng trọng lên. Tựa như đều đem Tiêu Phàm trở thành to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Các ngươi nhìn, hắn động. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, đoàn người ánh mắt không hẹn mà cùng quay đầu sang. Đột nhiên,
một mực ngồi xếp bằng Tiêu Phàm, đứng dậy, hướng về phía trước đi đến, nháy mắt khiên động ở đây mỗi người tâm thần. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm như dẫm trên đất bằng đồng dạng, đi 10 phần nhẹ nhõm, một lát sau liền đi tới 10 trượng cự ly. Ta làm sao cảm giác này linh hồn luyện ngục đối với hắn vô dụng a? Thiên Bằng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Những người khác cau mày, bọn họ lại làm sao không có phát hiện điểm này đây? Bọn họ đi qua linh hồn luyện ngục thời điểm, đều là toàn thân không ngừng run rẩy, linh hồn bị đủ loại lực lượng kích thích, mùi vị đó càng là 10 phần khó chịu. Có thể Tiêu Phàm ngược lại tốt, dĩ nhiên mặt không hồng tim không nhảy, căn bản không có khảo nghiệm cảm giác. Ngay sau đó, để bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn là, Tiêu Phàm đột nhiên lại lần nữa ngồi xuống, nhắm hai mắt. Gia hỏa này, không phải là đang dùng linh hồn luyện ngục ma luyện tự thân linh hồn a? Có người nghĩ tới cái gì, kinh kêu ra tiếng nói. Những người khác cũng là mãnh kinh, nếu quả thật là dạng này, vậy cái này gia hỏa linh hồn, lại là biết bao đáng sợ. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt, hắn tiếp tục hấp thu cái kia hàn băng năng lượng, luyện hóa những cái kia hỏa diễm năng lượng, hắn rõ ràng cảm giác mình linh hồn cường đại không ít, cự ly thần vương cảnh lại càng gần một bước. Hắn linh hồn sớm đã cổ thần cảnh viên mãn, ở đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong lúc, liền đã là nửa bộ phong hầu cường giả, chỉ là Tiêu Phàm vẫn không có quan tâm phong hầu xưng hào. Bởi vì hắn mục tiêu, không phải vẻn vẹn dừng bước ở bán bộ thần vương, mà là chân chính thần vương cảnh. Nhục thân cũng đã đạt đến cổ thần cảnh cực hạn, không cách nào tiếp tục tiến bộ, trừ phi có thể đột phá thần vương cảnh. Nhưng là linh hồn, lại có thể vẫn như cũ hấp thu linh hồn năng lượng, coi như hiện tại không thể đột phá thần vương cảnh, cũng có thể dự trữ những cái này linh hồn năng lượng chậm rãi luyện hóa. Chớp mắt lại qua một canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà, hắn lại đang 30 trượng vị trí ngồi xuống, hàn băng lạnh lạnh cũng biến thành một thuộc tính linh hồn năng lượng. Nơi xa 13 người, đã sớm nhìn chết lặng, tiểu tử này dĩ nhiên thực sự là ở tu luyện. Hướng Nam Thiên, người này thực sự là các ngươi vạn la đế vực. Cái kia gọi là sư huynh thanh niên híp hai mắt nói, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía hướng Nam Thiên. Hướng Nam Thiên nơi nào không biết những người này ý nghĩ, vội vàng mở miệng nói, là vô đạo, hắn đúng là vạn la đế vực cấp dưới địa vực, bất quá các ngươi cũng hẳn là biết rõ, ta cùng với hắn xem như cửu nhân. Là hắn đoạt người vạn la đế vực đệ nhất nhân xưng hào a. Là vô đạo hí ngược nhìn xem hướng Nam Thiên, không buông tha bất luận cái gì đã kích hướng Nam Thiên cơ hội. Hừ, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta cũng không phủ định. Hướng Nam Thiên hừ lạnh một tiếng nói, trong lòng 10 phần khó chịu, nhưng là không muốn cùng La Vô Đạo đám người động thủ. Lúc này, bên cạnh cái kia tử bào thanh niên đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Thiên Bằng đám người nói, Thiên Bằng, trước đó ta không phải nhường các ngươi ngăn lại vạn la đế vực người sao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Bằng mấy người sắc mặt biến đổi, tựa như bí mật bị người phát hiện đồng dạng, vội vàng nói, đại thiếu, chúng ta 5 người đều cản không được hắn a. Có thể làm cho Thiên Bằng xưng là đại thiếu người chỉ có một cái, kia chính là đại hoang đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử trước đó nhường Thiên Bằng đám người ngăn cản vạn la đế vực người, lại làm cho vạn la đế vực nhiều người như vậy thông qua, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Người nói là, kiếm hồng trần nhục thân so các ngươi còn mạnh hơn. Tử bào thanh niên Thiên Tinh Tử híp híp hai mắt, một đầu bạch phát trong gió bay lên, lộ ra một cỗ lạnh lẽo cùng bá khí. Không sai, kiếm hồng trần cùng cái kia bàn tử liên thủ, chúng ta không phải đối thủ. Thiên Bằng hồi đáp, đánh chết hắn cũng sẽ không đem cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước sự tình nói ra. Nói cách khác, ngoại trừ các ngươi 5 người bên ngoài, mặt khác 14 người, khả năng đã chết. Thiên Tinh Tử nháy mắt nghĩ tới cái gì, con người cũng biến băng hàn lên. Thiên Bằng mấy người trầm mặc không nói, xem như cái gì đều không biết đồng dạng, bọn họ cũng không dám mưu hại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nếu là có cái gì không hay xảy ra, bọn họ cũng phải chết. Trong lúc nhất thời, đám người biến bắt đầu trầm mặc, thần sắc không giống nhau, bọn họ đang chờ lấy, Tiêu Phàm thông qua đệ nhị ải khảo nghiệm. Mấy người hận không thể lập tức xông đi lên làm thịt Tiêu Phàm, gia hỏa này quá chậm trễ thời gian, nếu là hắn thông qua khảo nghiệm, đệ tam ải liền có thể trước giờ bắt đầu. Hiện tại ngược lại tốt, bọn họ 13 người, muốn chờ Tiêu Phàm một người. Trong lòng tự nhiên có chút khó chịu.
Lần này, liền là gần một ngày thời gian, Tiêu Phàm mỗi đi 10 trượng cự ly, liền muốn ngồi xuống đến dừng lại một canh giờ, nhường đám người phiền muộn kém chút thổ huyết. Làm Tiêu Phàm từ Bạch Sắc Vân Đạo đi xuống đến thời điểm, đám người càng là kém chút nhịn không được động thủ. Không có ý tứ, nhưng mọi người đợi lâu, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cùng những người khác thông qua đệ nhị ải thống khổ và trắng bệch khác biệt, Tiêu Phàm sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Giờ khắc này, ở không người dám khinh thường Tiêu Phàm. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm có thể ngăn chặn hướng Nam Thiên trở thành Vạn La Đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên bất phàm. Thiên Tinh Tử cùng La Vô Đạo đám người áp chế một cách cưỡng ép lấy trong lòng lửa giận, lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm lơ đễnh, mà là liếc nhìn chung quanh, lại là phát hiện, Vạn La Đế vực lại có 4 người thông qua được đệ nhị ải, nhất là hướng Nam Phong đưa tới Tiêu Phàm chú ý. Hướng Nam Phong thực lực có thể liền Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đều so ra kém a, liền Diệp Tam Sinh đều bị đào thải, hắn dĩ nhiên có thể xông qua, quá quỷ dị. Làm Tiêu Phàm ánh mắt quét qua thời khắc, hướng Nam Phong càng là quay đầu đi chỗ khác, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm đối mặt. Hô hô, cũng vừa lúc đó, hậu phương mây trắng bỗng nhiên quay cuồng lên, mây trắng đại đạo quỷ dị biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Đồng thời, bọn họ phía trước mây mù quay cuồng, đám người ánh mắt nháy mắt nhìn về phía trước, lại là nhìn thấy mây mù chậm rãi tán đi, một loạt thềm đá hiển lộ ra. Mây sâu, càng là có một tòa kim bích huy hoàng đại điện giường cột chạm trổ, lộ ra một loại cổ xưa lại thương tang khí tức, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Mấy cây kình thiên đại trụ chống đỡ lấy cả tòa đại điện, lộ ra nguy nga đại khí, hùng hồn một thể, ở trước mặt tòa đại điện này, tất cả mọi người đều không dám sinh khinh nhờn chi tâm. Ở đại điện bên cạnh, trưng bày một mặt kim sắc chống trận phía trên vẽ lấy vô số phù văn lưu chuyển, đem toàn bộ hư không đều chiếu huy hoàng vô cùng. Đệ tam ải, kích thời không chiến cổ, kích vang thời không chiến cổ người, có thể thu hoạch được loạn cổ đại đế truyền thừa. Ung dung thanh âm đột nhiên ở đám người bên tai vang lên. Thời không chiến cổ, đám người thần sắc run lên, tiếp tục chờ đợi cái kia máy móc thanh âm, nhưng mà, thanh âm kia lại là cũng không có vang lên qua. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên, tất cả mọi người đồng thời động, cùng nhau hướng về thời không chiến cổ kích xạ mà đi. Bọn họ như thế nào không minh bạch, đệ tam ải, khảo nghiệm cũng không phải ai có thể kích vang thời không chiến cổ. Mà là khảo nghiệm bọn họ thực lực. Người nào nếu là có thể dẫn đầu đánh thời không chiến cổ, kia chính là thực lực mạnh nhất, cũng liền có thể lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa. Nghĩ tới cái này, người nào còn dám có mảy may do dự, đám người nhao nhao không muốn sống đồng dạng xông tới. 16 người gần như đồng thời động, mục tiêu trực chỉ thời không chiến cổ, loạn cổ đại đế truyền thừa, đối tất cả mọi người đều tràn đầy một loại mãnh liệt khát vọng. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người đồng thời xông tới, bất quá, cũng liền ở hai người sắp bước vào ngọc thạch bậc thang một sát na kia, lại là một đạo thân ảnh ngăn cản hai người đường đi. Một đạo bá đạo quyền cương hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà xuống, lại là một đầu bạch phát tử bào thanh niên. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền, cùng tử bào thanh niên kịch liệt đụng vào nhau, hai người thân ảnh bỗng nhiên hướng về hậu phương bay ngược mà ra. Thiên Bằng, ngăn bọn hắn lại cho ta. Bạch phát tử bào thanh niên hét lớn một tiếng, quay người liền hướng phía trên lao đi. Thiên Bằng nghe vậy, tức khắc trợn tròn mắt, bản thân căn bản không phải Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đối thủ a, dù là đối mặt một cái, hắn đều không phải đối thủ. Huống chi, hiện tại đối mặt là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hợp kích đây. Thiên Tinh Tử, người hỗn trướng. Thiên Bằng nhìn xem Thiên Tinh Tử đi xa bóng lưng. Trong lòng giận mắng một tiếng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Lão nhị, người ngăn lại Thiên Bằng. Tiêu Phàm lưu lại một câu, đầu cũng không hồi đuổi theo. Thiên Bằng cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái, lúc này, Tiêu Phàm nếu để cho hắn không động thủ, vậy hắn chắc chắn sẽ không bận tâm Thiên Tinh Tử mệnh lệnh. Đến lúc đó, hắn có thể liền đắc tội Thiên Tinh Tử, trở lại Đại Hoang Đế vực, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Phía trước vị trí Thiên Tinh Tử vừa mới lao ra mấy bước, liền lại bị một đạo thân ảnh đánh trở về, xuất thủ lại là cái kia một bộ hắc bào Ân Minh Tử. Ân Minh Tử, ngươi dám cản ta? Thiên Tinh Tử phẫn nộ vô cùng, hắn ngâm mình ở phía trước nhất, có to lớn nhất hy vọng gõ vang thời không chiến cổ.
có thể không nghĩ đến, Ân Minh Tử dĩ nhiên đánh lén hắn, nhưng hắn kế hoạch có thể thất bại. Thiên Tinh Tử, người chỉ là đại hoang đế vực đệ nhất nhân mà thôi, có thể cũng không phải nhân tộc tam thiên vực đệ nhất nhân. Ân Minh Tử âm hiểm cười một tiếng. Ngươi, Thiên Tinh Tử phẫn nộ vô cùng. Yên tâm, ta bây giờ còn chưa muốn tìm ngươi động thủ. Ân Minh Tử nhe răng cười một tiếng, hắc bào bên trong lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, sau đó đột nhiên hướng về bên cạnh đánh tới, từ bỏ công kích Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử sững sờ, hắn không nghĩ đến, Ân Minh Tử dĩ nhiên rời đi. Nhưng mà lúc này, một đạo cương phong bỗng từ hậu phương nộ sát mà tới, Thiên Tinh Tử bỗng nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền hung hăng hướng về hắn rơi đập mà xuống. Thiên Tinh Tử trong mắt lóe qua một tia vẻ khinh thường, vừa mới dò xét một cái Tiêu Phàm thực lực, hai người cũng liền ở sàn sàn nhau mà thôi, hắn cũng không sợ Tiêu Phàm. Vạn La Đế vực đệ nhất nhân, ta ngược lại muốn thử xem ngươi năng lực. Thiên Tinh Tử sát khí bừng bừng, quanh thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, hư không đều tiếp nhận không được hắn cỗ kia uy áp. Ta cũng không có nói mình là Vạn La Đế vực đệ nhất nhân. Tiêu Phàm khinh thường, nắm đấm hung dữ giáng xuống. Hai người cuồng bạo toàn bộ đều kịch chiến cùng một chỗ, quanh thân thần lực bành trướng sôi trào, năng lượng ba động lấy hai người là trung tâm quét sạch mà ra, sao, nắm đấm càng là giằng co cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Thiên Tinh Tử nhìn bốn phía một cái, lại là phát hiện, những người khác cũng hoàn toàn bị cuốn lấy, không có người nào tới gần thời không chiến cổ, lúc này mới yên tâm lại. Tiểu tử, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên Tinh Tử nhe răng cười một tiếng, mái tóc dài màu trắng trong gió bay lên, áo bào cổ động, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra. Tiêu Phàm càng là nghe được, Thiên Tinh Tử thể nội, giống như có một đầu man hoang cự thú đang gầm thét, quanh thân càng là toát ra một cỗ hôi sắc vũ khí. Vũ khí phát ra một loại hoang vu khí tức, nhưng Tiêu Phàm cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Giờ phút này, hắn rốt cuộc không dám khinh thường Thiên Tinh Tử. Vô tận chiến huyết triệt để sôi trào lên, bên ngoài thân hiện lên một tầng nhàn nhạt kim quang, quang hoa sáng chói lóa mắt, chói lọi đến cực điểm. Nguyên lai người cũng nắm giữ một loại thể chất đặc thù, khó trách người dám như thế phách lối, đáng tiếc, ta cũng không phải hướng Nam Thiên. Thiên Tinh Tử nộ khiếu một tiếng, một cỗ hoang vu chi khí từ trên người hắn bộc phát mà ra. Đột nhiên hắn quyền cương khí thế tăng cường gấp bội, quanh thân càng là hoang vu chi khí phun trào. Đem mảnh này hư không đều bao phủ. Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình thể nội thần lực chính đang chậm rãi tiêu tán, đối phương loại kia hôi sắc vũ khí, dĩ nhiên có thể tầm thực thần lực. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Thiên Tinh Tử bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh bay đi ra ngoài, chợt đi mấy bước mới đứng vững thân hình. Hảo cường nhục thân, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, hắn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Qua nhiều năm như vậy, hắn có thể rất ít bị đồng giai tu sĩ chấn thương qua, hơn nữa còn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Hiện tại lần này, tuyệt đối là lần thứ nhất, có thể nghĩ Thiên Tinh Tử nhục thân đáng sợ. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, nhìn thấy cái kia hoang vu chi khí, nháy mắt nghĩ tới một cái tên, người lại là Hoang Cổ Bá Thể. Hoang Cổ Bá Thể, truyền thừa hoang cổ thời đại, chỉ luận thời đại tới nói, xa so với cửu đại cổ thể còn muốn xa xưa, bởi vì cửu đại cổ thể là truyền thừa từ viễn cổ thời kỳ. Hoang cổ thời kỳ, còn ở phía xa viễn cổ trước đó, bởi vì hoang cổ sau đó là loạn cổ sau đó mới là viễn cổ, sau đó thì là thượng cổ, có thể nghĩ loại này thể chất bá đạo. Có một loại thuyết pháp, hoang cổ thời điểm thể chất, đều hàm chứa một loại đặc tính, kia chính là bá đạo. Liền tựa như Nam Cung Tiêu Tiêu man hoang lôi thể, cũng là truyền lại từ hoang cổ, đồng dạng bá đạo vô song. Loại này hoang cổ bá thể, càng là như thế, từ hắn một cái bá chữ liền đủ để nói rõ. Ngược lại là có chút nhãn lực, có thể chết ở trong tay của ta, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Thiên Tinh Tử ngạo tiếu nói, cái kia ánh mắt, liền tựa như đang quan sát một cái run rế. Vậy cũng phải ngươi có cái kia thực lực, Tiêu Phàm vẫn như cũ không sợ, vô tận chiến thể, mặc dù chỉ là thần vô tận tạo ra một loại đặc chất. Nhưng bằng vào nó nắm giữ thôn vệ cái khác huyết mạch thể chất đặc tính, liền đủ để chứng minh hắn bất phàm. Hiện tại vô tận chiến thể, mặc dù chỉ là tương đương với thần vương thể chất, nhưng Thiên Tinh Tử hoang cổ bá thể, cũng đồng dạng không có hoàn toàn thức tỉnh. Thoại âm rơi xuống,
hai đại thiên kiêu lần nữa kịch liệt đụng vào nhau. Đồng dạng, mặt khác còn có 7 cái chiến trường, đều là một đối một, người nào cũng không muốn đối phương thành công đạp vào ngọc thạch giai, gõ vang thời không chiến cổ. Trong lúc nhất thời, mảnh này ngọc đài triệt để bạo loạn, có thể thành công xông qua đệ nhị ải, phóng tầm mắt 11 đại đế vực, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mỗi một cái đều nắm giữ đối chiến thần vương cảnh tiền kỳ, thậm chí thần vương cảnh trung kỳ lực lượng, giờ phút này 16 người, có thể liền tương đương với 16 cái thần vương cảnh đang chiến đấu a. Có thể nghĩ trận chiến này đấu đáng sợ, bình thường thần vương chiến đấu, đều sẽ rời xa mặt đất, liền sợ hủy các đại địa vực. Nhưng bây giờ, 16 đại thần vương cảnh chiến lực, lại toàn bộ đều tụ tập ở nơi này không lớn ngọc đài, mảnh này hư không đều triệt để cuồng bạo. Bất quá quỷ dị là, cỗ lực lượng này, nhưng không có nhường nơi này hôi phi yên diệt, như có một loại lực lượng đang áp chế một dạng. Không thích hợp a, hướng Nam Phong đột nhiên cau mày, cảm giác sự tình có chút không thích hợp, đột nhiên rút về thế công. Nhưng mà lúc này, một đạo bá đạo trưởng cương, lại là điên cuồng hướng về hắn oanh kích mà tới. Ầm một tiếng, hướng Nam Phong bị một cái hắc bào thanh niên đánh bay, thân thể trùng điệp nện ở ngọc lôi đài phía trên, trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, trong đầu lại lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đại đế tính toán không bỏ sót, không nên dễ dàng như thế đem truyền thừa giao ra mới đúng, thậm chí, đại đế khả năng không chết. Hướng Nam Phong trong lòng trầm giọng nói, nếu như Tiêu Phàm nghe được hắn lời nói, khẳng định có thể nhận ra, người này căn bản cũng không phải là cái gì Hướng Nam Phong, mà là loạn cổ đại đế tôi tớ. Nghĩ tới cái này, Hướng Nam Phong cũng không có đứng lên, cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất, mắt lạnh nhìn nơi xa chiến đấu. Hừ, không chịu nổi một kích, kích bay về phía Nam Phong cái kia hắc bào thanh niên cười lạnh một tiếng, nhìn bốn phía một cái, khóe miệng khẽ nhếch, bỗng nhiên hướng về thời không chiến cổ phóng đi. Trước đó 16 người chiến đấu, chiến trường xem như ở vào một cái điểm thăng bằng, nhưng bây giờ, Hướng Nam Phong bại lui, hướng cái này cân bằng liền bị phá vỡ. Tự tìm cái chết, ngươi dám đi lên, chết, những người khác nhìn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chung quanh bỗng nhiên lại xuất hiện một cái rộng lớn hắc sắc vòng xoáy, hắc sắc vòng xoáy chung quanh sinh ra một cỗ đáng sợ phong nhận, liền hư không đều bị cắt ra. Cảm nhận được hắc sắc vòng xoáy bạo phát lực lượng, Thiên Tinh Tử sắc mặt biến vô cùng âm trầm, hắn phát hiện, Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng muốn đáng sợ rất nhiều. Những cái kia phong nhận, dĩ nhiên hàm chứa từng tia không gian pháp tắc lực lượng. So nhục thân ta không yếu hơn ngươi, thần thông, ta tự nhiên cũng không sợ. Thiên Tinh Tử cười lạnh nói, bỗng giang hai cánh tay, bốn phía hoang vu chi khí, bỗng nhiên hướng về bốn phía khoách tán ra. Hôi sắc phụ khí, tựa như hỗn độn sơ khai đồng dạng, mông lung, phụ khí vị trí phạm vi, tất cả thần linh chi khí hoàn toàn bị rút ra không còn. Mấy tức sau đó, hoang vu chi khí mới đình chỉ khuếch tán, chung quanh trên trăm trượng phạm vi, nháy mắt trở thành một phiến tử địa. Bốn phía chiến đấu những người khác, cảm nhận được cỗ kia tử vong khí tức, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, cũng may ngọc đài còn so sánh lớn, đoàn người còn có thể qua ngăn cản. Đương nhiên, Thiên Tinh Tử cũng không dám cố ý đối với những người khác xuất thủ, đối phó một cái Tiêu Phàm liền tương đối khó giải quyết. Nếu là những người khác cũng tham dự vào, đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Tử vong tuyệt địa, Thiên Tinh Tử một tiếng quát như sấm, bạch phát ở không trung bay lên, ở tại mi tâm, một cái cổ lão phù văn như ẩn như hiện, phát ra một loại cực kỳ đáng sợ khí tức. Cái kia phù văn, hiển nhiên cũng là một loại tiên thiên thần ấn, chỉ là loại này lực lượng, Thiên Tinh Tử cũng không dám cố ý phóng thích. Thật đáng sợ hoang vu pháp tắc, Thiên Tinh Tử đoán chừng cũng đã chạm tới chân chính pháp tắc. Tùy thời đều khả năng đột phá thần vương cảnh. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Hắc sắc vòng xoáy ở chạm đến cái kia hoang vu chi khí thời khắc, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào đem hoang vu chi khí xua tan ra, phiến khu vực kia, hoàn toàn trở thành Thiên Tinh Tử cá nhân lĩnh vực. Tiêu Phàm một bước bước ra, cả người liền tiến nhập hắc sắc vòng xoáy, cùng lúc đó, hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, không ngừng hướng về phiến kia tử vong tuyệt địa tới gần. Một thoáng thời gian, hắc sắc vòng xoáy cùng hoang vu chi khí đang điên cuồng đụng chạm, những người khác cũng đã nhìn không rõ bên trong hai người thân ảnh. Không gian pháp tắc lực lượng, lại có thể hay không làm gì được hoang vu pháp tắc lực lượng đây?
Thiên Tinh Tử đứng ở Tử Vong Tuyệt Địa trung ương, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ở dưới hắn điều khiển, hoang vu chi khí vô khổng bất nhập, có một tia một sợi, dĩ nhiên tiến nhập hắc sắc vòng xoáy, hướng về Tiêu Phàm thẩm thấu mà đi. Tiêu Phàm chỉ cảm giác thể nội thần lực đang nhanh chóng xói mòn, thậm chí ngay cả sinh cơ cùng khí huyết đều ở bị rút ra. Thật bá đạo hoang vu pháp tắc, có thể làm cho tất cả biến thành hoang vu, không lưu sinh cơ. Tiêu Phàm mặt âm trầm, này hoang vu pháp tắc, dĩ nhiên so Tử Vong pháp tắc còn muốn đáng sợ một chút. Tử Vong pháp tắc là một cái nhanh chóng quá trình, có thể nháy mắt cho người chết đi, nhưng nếu là có thể đối phó Tử Vong pháp tắc lực lượng, một kích này cũng xem như đi qua. Nhưng hoang vu pháp tắc khác biệt, nó giờ nào khác nào cũng đang thôn vệ người tất cả, nhưng tất cả hóa thành hư vô, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia vẻ kích động, trong lòng thầm nói, hoang vu pháp tắc, có thể thôn vệ ta sinh cơ, có thể hắc sắc vòng xoáy, thế nhưng là có thể thôn vệ pháp tắc lực lượng, ta cũng phải nhìn xem, đến cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lặng yên vận chuyển thể nội hắc sắc vòng xoáy lực lượng, chung quanh hắn hoang vu chi khí, tức thì bị hắn tự động đưa vào thể nội, mặc cho hắc sắc vòng xoáy thôn vệ. Quả nhiên, không ra Tiêu Phàm sở liệu, hắc sắc vòng xoáy, dĩ nhiên thật có thể bóc ra hoang vu chi khí bên trong pháp tắc lực lượng, về phần cái kia hoang vu chi khí, cũng là bị thí thần thôn vệ. Này, Tiêu Phàm cũng nhìn mắt choáng váng, bản thân có vẻ như vẫn là khinh thường thí thần khả năng. Bây giờ thí thần, tốt xấu cũng là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 thần thú, há lại sẽ đơn giản đây. Hắn thậm chí đang nghĩ, thí thần về sau, lại có hay không có thể thôn vệ pháp tắc lực lượng đây. Ngoại giới, Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử hai người rằng co, ai cũng không nhường ai, đều muốn giết chết đối phương, lại đi tranh đoạt thời không chiến cổ. Những người khác chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, bọn họ không có khả năng bởi vì Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử hai người chiến đấu mà đình chỉ, bọn họ cũng phải phân ra một cái thắng bại. Cái cuối cùng có thể đứng người, mới có thể là cuối cùng gõ vang thời không chiến cổ người. Thời gian chậm rãi xói mòn, rốt cục có hai người ngã xuống, hướng Nam Thiên đánh bại một người, Ân Minh Tử cũng đánh bại một người. Đang lúc hai người đồng thời hướng về thời không chiến cổ phóng đi thời điểm, mặt khác lại có hai người đình chỉ chiến đấu, ngăn cản hướng Nam Thiên cùng Ân Minh Tử thân hình. Ngươi muốn ngăn ta, Ân Minh Tử gầm thét không thôi, quanh thân hắc sắc vũ khí quay cuồng, giống như một tôn ma thần. Ân Minh Tử, coi như ta không ngăn cản ngươi, những người khác cũng đồng dạng sẽ ngăn cản ngươi. Ngăn khuất Ân Minh Tử trước người bạch bào thanh niên cười nhạt nói, căn bản không có sợ hãi Ân Minh Tử ý tứ. Ân Minh Tử mặt âm trầm, điểm này hắn tự nhiên biết rõ, dù là trước đó bị hắn đánh bại người kia, cũng không có bị hắn giết chết. Đi đến bọn họ cấp độ này, muốn bị đồng giai người giết chết, cơ hồ là không có khả năng. Bại, cũng chỉ là tự động từ bỏ tranh đoạt loạn cổ đại đế truyền thừa tư cách mà thôi. Vậy liền đánh đi, Ân Minh Tử hừ lạnh một tiếng, liền cùng bạch bào thanh niên chiến ở cùng một chỗ. Đồng dạng, hướng Nam Thiên cũng đồng dạng như thế. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết rõ cũng không cần nhanh như vậy giải quyết đối thủ, bất quá bây giờ hắn cũng xem như tỉnh ngộ lại. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, lại có hai người bị đào thải ra khỏi cục, máu me khắp người xếp bằng ngồi dưới đất, mặc dù không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, nếu là thật sự liều xuống dưới, khả năng liền mệnh đều phải lưu ở chỗ này. Thiên Bằng, ngươi cũng nên xuất cục, lại qua mấy chục cái hô hấp thời gian. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa chiến đấu, trầm giọng nói. Cũng tốt, Thiên Bằng vừa vặn không muốn cùng Nam Cung Tiêu Tiêu tiếp tục đóng kịch, nếu là bị người hữu tâm nhìn thấy, nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu một quyền đánh vào Thiên Bằng lồng ngực bên trên, Thiên Bằng ho ra mấy ngụm máu tươi, thân thể trùng điệp nện ở ngọc đài trên. Gần như đồng thời, La Vô Đạo cũng giải quyết một người, lạnh lẽo con ngươi quét về phía Nam Cung Tiêu Tiêu. Nói, nhìn đến, tiếp xuống người đối thủ là ta. Đang có ý này, Nam Cung Tiêu Tiêu cười cười, hắn liền là thấy được La Vô Đạo sắp thắng được, cho nên mới có thể nhường Thiên Bằng thối lui. Nếu không mà nói, liền không có người đến ngăn cản La Vô Đạo. Nam Cung Tiêu Tiêu không nghĩ tới bản thân lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, nhưng hắn hy vọng Tiêu Phàm có thể lấy được, hắn có thể đủ làm, liền là tận lực ngăn lại những người khác. Liền nhìn ngươi có hay không tư cách này. La Vô Đạo không có khinh thị Nam Cung Tiêu Tiêu,
ngược lại lộ ra một vòng ngưng trọng. Thoại âm rơi xuống, hai người liền mãnh liệt giao phong cùng một chỗ. Mà lúc này, phiến kia tử vong tuyệt địa, thiên tinh tử bỗng sắc mặt biến đổi, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói, hỗn trướng, nói xong là thần thông quyết đấu đây, ngươi dám âm ta. Chỉ cần có thể giết ngươi, chính là hảo thủ đoạn. Tiêu Phàm cười nhạt, thanh âm từ hắc sắc vòng xoáy bên trong truyền đến, cùng lúc đó, bốn phía hoang vu chi khí chậm rãi biến mất. Chỉ cần có thể giết ngươi, chính là hảo thủ đoạn. Tiêu Phàm lại đem thiên tinh tử trước đó lời nói y nguyên trả cho hắn, khí thiên tinh tử nghiến răng nghiến lợi. Thiên tinh tử hiển nhiên cũng đã biết rõ, Tiêu Phàm chính đang thôn vệ hắn pháp tắc lực lượng, cái này khiến hắn tức giận không thôi, hắn thật vất vả lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nếu là cứ như vậy không có, vậy liền hối tiếc không kịp. Tiêu Phàm thủ đoạn, nhưng hắn cảm thấy một loại bất an khí tức, liền pháp tắc chi lực đều có thể thôn vệ, này có thể so sánh hắn lĩnh ngộ hoang vu pháp tắc, cần phải đáng sợ rất nhiều. Hoang vu pháp tắc dù sao chỉ có thể thôn vệ sinh cơ cùng thần lực mà thôi, có thể Tiêu Phàm cái kia năng lực, nhưng ngay cả pháp tắc đều có thể thôn vệ, lại có thể nào không cho hắn sợ hãi đây. Người dĩ nhiên lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc, thiên tinh tử đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, có một tia e ngại. Thôn vệ pháp tắc, danh xưng không có gì không nuốt, liền pháp tắc đều có thể thôn vệ đáng sợ lực lượng, Tiêu Phàm nếu là thật sự trưởng khống loại lực lượng này, hắn lại có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn chỗ nào lĩnh ngộ cái gì thôn vệ pháp tắc, chỉ là hắc sắc vòng xoáy đặc thù năng lực mà thôi. Đương nhiên, hắc sắc vòng xoáy cũng xác thực nắm giữ thôn vệ pháp tắc tất cả năng lực, không chỉ có thể thôn vệ pháp tắc, cũng đồng dạng có thể đồng thời thần lực và sinh cơ. Chỉ là nó chỉ có thể thôn vệ vô chủ thần lực và sinh cơ, không thể từ tu sĩ trên người bóc ra mà thôi. Nhìn về phía thiên tinh tử e ngại, Tiêu Phàm trong lòng tự nhiên là vô cùng thư sướng. Bất quá, Tiêu Phàm muốn giết chết thiên tinh tử, hiện tại đoán chừng còn làm không được, hắn có tiên thiên thần ấn không nói, coi như có thể giết chết hắn, Tiêu Phàm cũng phải bỏ ra giá thảm trọng. Đến lúc đó, chỉ có thể tốt những người khác, hiện tại chỉ cần đánh bại thiên tinh tử liền có thể. Ngươi nếu có thể chống nổi ta một chiêu này, loạn cổ đại đế truyền thừa, ta liền rời khỏi. Thiên tinh tử hít sâu một cái, hắn cũng không muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng. Loạn cổ đại đế truyền thừa cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng đối với hắn tới nói, xa xa không có hắn tính mệnh trọng yếu. Đừng nhiều như vậy nói nhảm, ra tay đi. Tiêu Phàm tự nhiên tiếp nhận thiên tinh tử đề nghị, hắn cũng không muốn chân chính liều mạng. Thiên tinh tử ánh mắt lạnh lùng, hắn mi tâm phù văn như ẩn như hiện, phát ra một cỗ mãnh liệt thần lực ba động, tựa như muốn kích hoạt một dạng. Tiêu Phàm nhìn thấy, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra không cái nào không ngưng trọng. Chỉ thấy thiên tinh tử bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, bốn phía thần linh chi khí tức khắc dâng lên, điên cuồng hướng về hắn thể nội mãnh liệt mà đi. Cũng liền một cái hô hấp thời gian, bốn phía thần linh chi khí toàn bộ đều bị rút ra không còn, bao quát không khí, hoàn toàn lâm vào một phiến chân không khu vực. Ở thiên tinh tử quanh thân, càng là phù hiện vô số cổ lão phù văn, huyền bí phi phàm, lộ ra một cỗ tuyệt thế đáng sợ khí tức. Hoang cổ thần cấm. Thiên tinh tử bỗng một tiếng quát lớn, một thoáng thời gian, cái kia vô số cổ lão phủ văn, đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, bao phủ chu vi mấy trăm trượng chu vi. Tiêu Phàm vừa định rút đi, lại bị mấy đạo phủ văn đánh lui trở về, cái kia phủ văn, dĩ nhiên hàm chứa một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Phủ văn lực lượng, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, này hoang cổ bá thể, vậy mà còn hàm chứa dạng này lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được. Này căn bản không phải thần thông thủ đoạn, ngược lại có chút hướng thể chất dị tượng, thế nhưng uy năng, lại xa không phải dị tượng có thể so sánh. Một sát na này, Tiêu Phàm cảm giác mình thể nội thần lực đều thật giống như bị phong cấm một dạng. Phong cấm bản thân thần lực, Tiêu Phàm trên mặt khẽ biến, không có thần lực, hắn khả năng liền chỉ có thể bằng vào nhục thân cùng linh hồn lực lượng chiến đấu, thần thông thủ đoạn toàn bộ đều thi triển không ra. Coi như thi triển đi ra. Cũng sẽ không có trước đó uy lực. Một kích này, cho Tiêu Phàm một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, đồng giai, hắn còn là lần thứ nhất đối mặt như thế đáng sợ đối thủ. Dù là năm đó chiến thắng Vũ Văn Tiên thời điểm, cũng không có lớn như vậy áp lực. Đột nhiên, một cỗ to lớn áp lực bao phủ hắn, Tiêu Phàm thể nội xương cốt kém chút liền muốn nổ tung đồng dạng, da rẻ phía trên, xuất hiện từng tia liệt phùng.
Lấy hắn bây giờ nhục thân thực lực, dĩ nhiên ẩn ẩn khiêng không được một kích này, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào tin tưởng. Cho ta trấn áp, Thiên Tinh Tử tay phải nắm đấm hơi hơi một nắm, cỗ kia lực lượng bỗng nhiên bạo tăng, Tiêu Phàm thể nội càng là truyền ra răng rắc một tiếng, xương cốt đều kém chút nổ tung. Thiên Tinh Tử nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thiếu dung, tựa như cũng đã gặp được bản thân nghiền sát Tiêu Phàm một màn. Tiêu Phàm lấy ra một tòa hắc sắc tiểu đỉnh, chính là lúc trước dư thừa hoàng phủ hoàng tiêu định hư đỉnh, có thể định hư đỉnh vừa mới xuất hiện, liền răng rắc một tiếng nổ lên. Pháp bảo thậm chí ngay cả một cái hô hấp thời gian đều tiếp nhận không được, vậy cái này cố áp lực, lại là biết bao đáng sợ đây. Kiếm hồng trần, vô dụng, hoang cổ thần cấm lĩnh vực, vô luận ngươi nắm giữ mạnh cỡ nào pháp bảo, hoặc là mạnh cỡ nào nhục thân, đều phải ép thành bột mịn. Thiên Tinh Tử ngông cuồng cười to, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Nếu như Tiêu Phàm không có đáp ứng hắn, hoặc là trước tiên chạy ra cái kia phù văn áp chế, vậy hắn căn bản là không làm gì được Tiêu Phàm. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm bị khốn trụ, muốn chạy ra, cơ hồ không có khả năng. Ngươi hiện tại có vẻ như cao hứng quá sớm. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, tâm thần câu thông thể nội hắc sắc vòng xoáy, từng đạo hắc sắc kình phong gào thét mà ra. Hắn mặc dù không thể điều động thần lực, nhưng hắc sắc vòng xoáy, thế nhưng là linh hồn bản thể điều khiển, dùng linh hồn chi lực điều khiển liền có thể. Đột nhiên, hắc sắc gió lốc từ Tiêu Phàm bên ngoài thân bắn ra mà ra, cái kia nguyên bản vững chắc không gian, lại bị hắc sắc gió lốc cho xé ra. Không gian xé mở, Tiêu Phàm trên người áp chế lực lượng nháy mắt nhỏ rất nhiều, đồng dạng, hắn thần lực cũng có thể điều động một tia, nhưng này còn xa xa không đủ. Linh hồn bản thể tiếp tục thao túng hắc sắc vòng xoáy, Tiêu Phàm trong tay, xuất hiện một thanh tử huyết sắc yêu dị trường kiếm, hai mắt đỏ bừng, như một đầu khát máu giống như dã thú nhìn chằm chằm Thiên Tinh Tử. Bành bành bành, chung quanh không gian nhao nhao vỡ nát, Tiêu Phàm cứng rắn sinh sinh mở ra một phiến hư vô không gian, cả người rốt cục có thể hoạt động tự nhiên. Ta nói ngươi chính là cao hứng quá sớm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bỗng giơ lên trong tay Tu La kiếm, toàn lực hướng về Thiên Tinh Tử chém đi. Mở, Tiêu Phàm tất cả thần lực toàn bộ đều chút vào Tu La kiếm, chỉ thấy một đạo yêu dị tấm lụa ở hư không nở rộ, tựa như một đạo tinh quang, xông thẳng Thiên Tinh Tử mà đi. Chân áp, Thiên Tinh Tử gào thét, toàn lực thao túng vô số phù văn, tiếp tục nghiền ép lấy Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm một kiếm kia, lại là không nhìn cỗ kia sức áp chế, nháy mắt liền đột phá phủ văn lực lượng bao phủ, một đạo có thể chạm trời phá địa kiếm mang, lăng không rơi xuống. Thiên Tinh Tử con người kịch liệt thu rụt một cái, chỉ cảm giác toàn thân ra đầu nổ tung, hắn không muốn trốn tránh, mà là trước tiên đảo vong. Bang, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm một kiếm rơi xuống, toàn bộ ngọc đài đều kịch liệt run một cái, bị vô cùng vô tận kiếm khí bao phủ. Bốn phía chiến đấu cũng là bỗng ngưng một cái, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử chiến đấu vị trí, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ai thắng ai thua, đoàn người muốn trước tiên biết rõ đáp án, đây chính là Thiên Tinh Tử A, phóng tầm mắt 11 cái này đại đế vực, cũng là số 1 số 2 nhân vật. Nhưng bây giờ, lại cùng Vạn La đế vực một cái tân tấn tiểu tử chiến túi bụi, hơn nữa thắng bại chưa phân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấy tức sau đó, đầy trời kiếm khí chậm rãi bình ổn lại, tất cả quy về bình tĩnh, bên trong tất cả toàn bộ đều bại lộ đi ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, há mồm thở dốc, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới một kích kia, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn đại bộ phận thần lực. Bất quá, một kiếm này chung quy là chém ra Thiên Tinh Tử hoang cổ thần cấm. Đối diện, Thiên Tinh Tử nửa quỳ ở mặt đất, trên người áo bào tím phá toái không chịu nổi, ngực càng là có một đạo sâu có thể thấy được xương cốt vết kiếm, mặt đất nóng hổi máu tươi chảy xuôi theo. Cái kia tuyết bạch sợi tóc, cũng dính máu tươi, nhìn qua 10 phần chật vật. Thiên Tinh Tử bại, đoàn người kinh ngạc vô cùng, một màn này, dường như hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận biết. Đây chính là Thiên Tinh Tử A, thân mang hoang cổ bá thể, dù là phóng tầm mắt nhân tộc Tam Thiên vực bên trong đế vực, cũng là đứng hàng đầu nhân vật. Nhưng bây giờ, Thiên Tinh Tử dĩ nhiên thua ở một cái không nổi danh tiểu tử trong tay, này để bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Thiên Tinh Tử đỏ bừng lấy hai mắt, như một đầu hung ác giống như dã thú, miệng phun răng nanh, căn bản không có quan tâm trên người thương thế. Bản thân dĩ nhiên bại.
Trước đó hắn chỉ là nói một chút mà thôi, Tiêu Phàm có thể tiếp được hắn một chiêu, liền từ bỏ loạn cổ đại đế truyền thừa, đó là bởi vì hắn tự tin, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng đón lấy hắn công kích. Nhưng hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật tiếp xuống, hơn nữa, nếu như không phải hắn nếu như trốn được nhanh mà nói, vừa mới một kích, rất có thể muốn mạng hắn. Hiện tại, chẳng lẽ bản thân thật muốn từ bỏ loạn cổ đại đế truyền thừa sao? Nhìn đến, ngươi lại dự định nuốt lời, cũng đúng, ta nguyên bản là không coi là ngươi sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, làm xong tiếp tục xuất thủ chuẩn bị. Thiên tinh tử thực lực, Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, nhưng là hắn làm người, Tiêu Phàm lại có chút trơ trẽn, thiên tinh tử nếu là còn muốn một trận chiến, hắn tự nhiên phụng bồi đến cùng. Thiên tinh tử mí mắt hơi hơi nhảy một cái, dư quang quét về phía nơi xa cái khác ba khu chiến trường, lại là phát hiện, sáu người kia cũng đình chỉ chiến đấu, có chút đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm. Nhìn thấy một màn này, thiên tinh tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức bỗng đứng dậy, một đầu nhuốm máu bạch phát trong gió bay lên, cười nói, ta thiên tinh tử tự nhiên nói lời giữ lời. Thoại âm rơi xuống, thiên tinh tử liền hướng về hậu phương đi đến, tựa như thật từ bỏ loạn cổ đại đế truyền thừa một dạng. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù không hiểu rõ thiên tinh tử làm người, nhưng bằng hắn vừa mới chiến đấu mở ra, người này tuyệt đối là một nhân vật hung ác, sẽ không dễ dàng từ bỏ mới đúng. Nhưng bây giờ, là quá khác thường. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bởi vì đã có mấy cỗ khí thế tập trung vào hắn, lại là Ân Minh Tử, La Vô Đạo cùng hướng Nam Thiên đám người. Khi kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực sau, bọn họ đều biết rõ, nếu là Tiêu Phàm bất bại, bọn họ cơ hồ là không có khả năng đoạt được loạn cổ đại đế truyền thừa. Các ngươi chơi cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét, lách mình liền xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn xem đối diện năm người. Dù là biết rõ không phải năm người này đối thủ, hắn cũng không chút do dự lựa chọn cùng Tiêu Phàm đứng ở cùng một chỗ, đây cũng là sinh tử huynh đệ. Kiếm Hồng Trần, ta La Vô Đạo vốn không thích lấy nhiều khi ít, đáng tiếc, muốn trách thì trách ngươi quá mạnh. La Vô Đạo âm thanh lạnh lùng nói, trên người thần lực cuồn cuộn. Ân Minh Tử quanh thân cũng là hắc khí phun trào, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, hắn không có mở miệng, nhưng hành động cũng đã đại biểu tất cả. Hướng Nam Thiên càng là từ trong lòng cười ra, hắn hiện tại thế nhưng là hận không thể giết Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm chết, vạn La đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân vinh quang, có thể liền là hắn hướng Nam Thiên. La Vô Đạo, người thực lực cố nhiên không tồi, nhưng hai huynh đệ chúng ta có thể cũng không phải ăn chay. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ quát, lôi điện chi lực gào thét không thôi, hóa thành một phiến lôi điện hải, khí thế nhất thời có một không hai. Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị có hành động, đột nhiên nhíu mày lại, đã ngừng lại thân hình, trong tay lại là xuất hiện một mai truyền âm ngọc phù. Truyền âm ngọc phù lóe lên mấy lần liền lại bị hắn thu vào, lập tức lôi kéo Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai nói, lão nhị, không cần tức giận, này loạn cổ đại đế truyền thừa, chúng ta không muốn cũng được. Không muốn liền không muốn. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, chờ hắn lấy lại tinh thần thời khắc, không khỏi trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, nói, lão tam, ngươi vừa mới nói cái gì, không muốn loạn cổ đại đế truyền thừa. Không sai, chúng ta từ bỏ. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo mấy người bỗng ngừng thân hình, hướng Nam Thiên trên mặt tiếu dung cũng két két mà dừng. Đây chính là loạn cổ đại đế truyền thừa a. Dĩ nhiên nói từ bỏ liền từ bỏ, này cũng không phải cần đồng dạng đại nghị lực, chí ít người bình thường căn bản làm không được. Kiếm Hồng Trần, ngươi là nghĩ chờ chúng ta lẫn nhau tàn sát, qua một lúc ngươi cho dù tốt đánh lén a. Hướng Nam Thiên ngồi không được, giễu cợt nói. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử mấy người cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bọn họ tự nhiên cũng lo lắng Tiêu Phàm qua một lúc tiệt hồ, đến lúc đó, bọn họ có thể chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Có ít người lời nói liền giống như đánh rắm, nhưng ta Kiếm Hồng Trần mà nói, một miếng nước bọt một ngụm đinh. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tin, đều có thể xuất thủ, ta cam đoan, các ngươi, chỉ ít có hai người sẽ mất đi tư cách. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo vô cùng, không có bất luận cái gì nói đùa ý tứ. Hắn và Nam Cung Tiêu Tiêu hai đại chiến lực, ngăn chặn hai người vẫn là không có vấn đề, thật muốn chọc giận Tiêu Phàm. Trong bọn họ có hai người nhất định sẽ mất đi tư cách. Ta tin tưởng ngươi, La Vô Đạo âm lãnh phun ra một câu.
Cũng được, Ân Minh Tử thu hồi khí thế, ánh mắt lại là rơi vào bốn người khác trên người. Lão nhị, người cùng ta rời khỏi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai nói. Nam Cung Tiêu Tiêu mặc dù không cam lòng, nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng hãm hại hắn, đi theo Tiêu Phàm đi xuống dưới. Cũng liền ở lúc này, La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người đồng thời khóa chặt trong đó một người, sát chiêu đều xuất hiện, kinh khủng thần lực ba động hiện lên. Cái kia bị bọn họ công kích người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hai người tung bay, trùng điệp đập ở trên ngọc đài, trong miệng nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Các ngươi, người kia phẫn nộ vô cùng, thế nhưng là lại không thể làm gì, không dám nói tiếp ngoan thoại. Nếu là đắc tội hai cái này sát tinh, qua một lúc liền không chỉ mất đi tư cách như thế đơn giản, nghênh đón hắn khả năng liền là tử vong. Hiện tại chỉ có hai cái, tiếp tục. Ân Minh Tử âm hiểm cười nói, ánh mắt lại là nhìn về phía hướng Nam Thiên. Đồng thời, La Vô Đạo cũng nhìn về phía một người khác, loạn cổ đại đế truyền thừa, chỉ có bọn họ bốn người mới có tư cách tranh đoạt. Lão Tam, này cũng không giống như người tính tình a. Nam Cung Tiêu Tiêu đi đến Ngọc Đài một cái nơi hẻo lánh, không nhịn được nhìn về phía Tiêu Phàm, truyền âm hỏi. Tiêu Phàm là người nào? Nam Cung Tiêu Tiêu rất rõ ràng, tuyệt đối là ăn mềm không ăn cứng người. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử năm người uy hiếp Tiêu Phàm, lấy Tiêu Phàm tính cách, tuyệt đối là không có khả năng nhượng bộ mới đúng, có thể kết quả lại cùng hắn ngẫm lại, cái này khiến Nam Cung Tiêu Tiêu như thế nào không nghi hoặc đây. Này loạn cổ đại đế truyền thừa, không có như thế đơn giản. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, không có nói thêm cái gì, nhưng hắn thần sắc lại là ngưng trọng đến cực điểm, tựa như đang lo lắng cái gì. Vừa mới ta nhìn ngươi lấy ra truyền âm ngọc phù, có phải hay không người nào theo ngươi nói cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ đây? Tiêu Phàm gật gật đầu, bất quá cũng không có bao nhiêu nói, lẳng lặng nhìn phía xa chiến đấu. Giờ phút này, Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo bốn người điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, công sát chi thuật toàn bộ đều thi triển đến cực hạn. Cự ly loạn cổ truyền thừa càng ngày càng gần, bọn họ tự nhiên càng ngày càng liều mạng lên. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù lại nói mấy câu, chỉ là chờ đợi nửa ngày, vẫn như cũ không ai hồi phục. Lão Tam, ngươi đang cùng người nào nói chuyện? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói. Quân Nhược Hoan, Tiêu Phàm hít sâu một cái, còn ngươi lại là nhìn về phía nơi xa Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, muốn nhìn ra chút gì, nhưng mà, Đại Điện lại là bình tĩnh như thường. Oanh, lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lại là hướng Nam Thiên bị La Vô Đạo một quyền đánh bay, thân thể trượt ra vài chục trượng mới đứng vững, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Hướng Nam Thiên, người bại, La Vô Đạo ngửa mặt lên trời cười to, cánh tay hắn, vẫn như cũ còn tại chảy máu tươi, mặc dù đánh bại hướng Nam Thiên, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Chỉ là cái này chút thương thế, cùng loạn cổ đại đế truyền thừa so sánh, lại căn bản không tính cái gì. Hướng Nam Thiên trên trán nổi gân xanh. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, ở trong tay hắn kiếm, không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi, những cái này máu tươi hiển nhiên là La Vô Đạo. Hít sâu một cái, hướng Nam Thiên cuối cùng đứng dậy, thu hồi kiếm trong tay, cũng không có tiếp tục xuất thủ dự định. Hiện tại, hắn mặc dù bại, nhưng còn có sức đánh một trận, nhưng nếu thật sự cùng La Vô Đạo liều quá độc ác, qua một lúc liền tự vệ thực lực đều không có. Dù sao... Nơi xa có thể còn có Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử bọn họ mắt lom lom đây, vạn sự vẫn là muốn chừa chút chỗ trống. La Vô Đạo nhìn thấy hướng Nam Thiên thu hồi kiếm trong tay, hài lòng gật gật đầu, nhìn thoáng qua thời không chiến cổ, cũng không có lập tức xông đi lên. Hắn rất rõ ràng, bản thân nếu là có tùy ý dị động, Ân Minh Tử cùng mặt khác người kia, nhất định sẽ cùng nhau châm đối bản thân. Đám người ở giữa cũng đã đạt thành một cái nào đó loại ăn ý, có thể đứng đến cuối cùng người. Mới là có thể chiếm lấy thời không đại đế người. Vô luận là người nào, đều muốn tuân thủ cái quy củ này, nếu không mà nói, những người khác khẳng định đều sẽ không buông tha hắn. Một lát sau, Ân Minh Tử chiến trường cũng rốt cục phân ra được thắng bại, Ân Minh Tử thắng được, nhưng hắn trên người hắc vụ rõ ràng đạm bạc không ít. Ân Minh Tử, không nghĩ đến ta cuối cùng đối thủ thực sự là ngươi. La Vô Đạo mặt âm trầm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng bức thiết. Chỉ cần đánh bại Ân Minh Tử, loạn cổ đại đế có thể chính là hắn, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh đây?
Ân Minh Tử cũng đồng dạng như thế, âm trầm thanh âm vang lên, nhưng ta còn chưa bao giờ nghĩ tới, ta cuối cùng đối thủ lại là ngươi. Không muốn hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, loạn cổ đại đế truyền thừa hoa rơi vào nhà nào, rất nhanh liền muốn mọi chuyện rõ ràng, chỉ có ta La Vô Đạo, mới xứng với loạn cổ đại đế truyền thừa. La Vô Đạo mười phần bá đạo quát lớn, ngay sau đó, hắn quanh thân đột nhiên xuất hiện chín đạo hư ảnh như ẩn như hiện, giống như từng tôn thần vương xếp bằng ở hư không, uy thế kinh người. Lão Tam, đây là cái gì thể chất dị tượng? Nam Cung Tiêu Tiêu mười phần kinh ngạc cái kia chín đạo hư ảnh, dĩ nhiên cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Cửu Dương thần vương thể, Tiêu Phàm trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Mấy ngày nay, dĩ nhiên thấy được nhiều như vậy cường hãn mà lại hiếm thấy thể chất, nhưng hắn đều có chút cảm xúc bành trướng. Cùng dạng này đối thủ giao phong, mới có thể chân chính nhường hắn nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, biến càng thêm cường đại, đương nhiên, tiền đề là chính hắn có thể sống sót. Cửu Dương thần vương thể, Nam Cung Tiêu Tiêu mặt lộ cổ quái, này thể chất lại như thế nào cường đại, không phải là tương đương với thần vương thể chất sao? Cửu là thế gian cực số, cũng không phải như thế đơn giản, loại này thể chất, cũng có thể không ngừng thuế biến, hiện tại chỉ là cửu dương thần vương thể, nhưng nếu là cái kia chín tôn thần vương hư ảnh biến càng thêm cường đại, liền có thể thuế biến thành cửu dương đế thể. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn chín đạo hư ảnh còn có thể mạnh lên. Đây chẳng phải là nói hắn một người chiến đấu, có thể địch nổi thập đại thần vương. Nam Cung Tiêu Tiêu cả kinh nói. Trên lý luận xác thực như thế, Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn hiện tại loại này thể chất dị tượng, xưng là cửu vương tuần tra, đầy đủ tính thực chất sức mạnh công kích, bá đạo tuyệt luân. Không biết Ân Minh Tử có cái gì thủ đoạn có thể bằng được. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, hai người tâm thần giao lưu rất nhanh, quay đầu nhìn lại thời khắc. Lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lại là nhìn thấy, Ân Minh Tử hắc bào trong gió lay động, hắc sắc vành nón bị gió lớn tung bay, một trương hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt lộ ra. Đương nhiên, cái này không đủ để cho Tiêu Phàm bọn họ chấn kinh, để bọn hắn chấn kinh là, Ân Minh Tử trên mặt dĩ nhiên phủ đầy lít nha lít nhít phù văn, kéo dài hướng cổ chỗ sâu. Nhưng là giờ phút này, Ân Minh Tử trên mặt những cái kia phù văn, lại tựa như sống lại đồng dạng. Trên người hắn khí thế cũng nhanh chóng kéo lên. Ở sau lưng hắn, càng là xuất hiện một tôn mấy chục trượng cao hắc sắc ma ảnh lòng bàn tay bưng một tôn hắc sắc tiểu tháp, khôi ngô hung mãnh, vẻn vẹn phát ra khí tức, liền để người có chút không thở nổi. Thác tháp ma đế, đây là trong truyền thuyết chấn ngục ma thể. Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp kinh kêu đi ra. Những cái này thiên tài, quả nhiên không hổ là các đại đế vực tuyệt thế thiên kiêu, mỗi người đều không đơn giản. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng, hắn tự nhiên biết rõ chấn ngục ma thể là loại nào thể chất, đây chính là lấy nhục thân tăng trưởng, cũng có thể đồng thời tu luyện cường đại linh hồn thể chất. Chấn ngục ma thể có một loại nhược hóa bản, tên là U Minh ma thể, thì hoàng tử vừa vặn nắm giữ loại này thể chất. Bất quá U Minh ma thể chỉ là tương đương với thần vương thể chất, nhưng chấn ngục ma thể lại là một loại cường hoành đại đế chi thể, tu luyện tới cực hạn. Uy năng tuyệt thế, đủ để hủy thiên diệt địa. Làm Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc thời điểm, hai người cũng đã điên cuồng chiến đấu đến cùng một chỗ, hai loại thể chất dị tượng ở hư không kịch liệt đụng chạm, bốn phía nhấc lên từng đợt cuồng phong. Tiêu Phàm bọn họ đứng ở ngọc đài bốn phía, đều bị loại kia cường đại khí thế chấn nhiếp, quanh thân thần lực vận chuyển, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản nổi cỗ kia áp lực. Thật bá đạo nhục thân, không biết cùng ta man hoang lôi thể ai mạnh ai yếu. Nam Cung Tiêu Tiêu trên người nhấc lên một cỗ cuồng bạo chiến ý, tựa như chính hắn ở trong đó chiến đấu một dạng. Ngươi hiện tại đoán chừng còn không bằng bọn họ, bất quá, ngươi man hoang lôi thể lại không kém gì bọn họ, thể chất muốn biến cường đại, nhất định phải không ngừng rèn luyện, người ta khiếm khuyết là nội tình. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa hai người chiến đấu, đầu cũng không hồi nói ra. Nam Cung Tiêu Tiêu trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn tự xưng thiên phú không tồi. Có thể bản thân thăm dò, thức tỉnh thể chất dị tượng, bản thân cái này liền là một loại thiên phú thể hiện. Nhưng là, hắn chỉ có thiên phú, nhưng không có cường đại luyện thể chi pháp. Như Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo bọn họ, đứng sau lưng thế nhưng là to lớn đế vực, có vô số cường giả chỉ điểm, vô số điển tịch tham khảo, vô số tài nguyên cung ứng, muốn tu luyện cường đại nhục thân lực lượng, tự nhiên không khó. Huống chi,
bọn họ bản thân nhục thân còn nắm giữ hiếm thấy thể chất đây. Coi như Tiêu Phàm, hắn nắm giữ tu la truyền thừa, hắn bên trong luyện thể phương pháp, cũng cực kỳ thưa thớt, bất quá hắn cũng không có chuyên môn hoa thời gian đi tu luyện nhục thân. Nội tình sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nắm chặt lại nắm đấm, nói, bách sát chiến trường kết thúc sau, ta đi đem ta cái kia tiện nghi sư phó cứu ra đến, Thương Vân cổ vực, phải có một chút luyện thể công pháp. Ta cũng muốn đi Huyết U cổ vực một chuyến, đến lúc đó cùng đi một chuyến. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn vô tận chiến thể mặc dù nhìn qua không bằng những cái kia hiếm thấy thể chất, nhưng Tiêu Phàm bản thân lại không cho rằng như vậy, chỉ là cần không ngừng thuế biến mà thôi. Dù sao, có chút phàm thể, đều có thể siêu việt người bình thường, huống chi, hắn còn có một loại đặc thù đặc chất đây. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người công sát chi thuật 10 phần đáng sợ, cơ hồ quyền quyền đến thịt, chân chân thấy máu, đánh thiên hôn địa ám. Những người khác toàn bộ đều không dám bỏ lỡ trận này chiến đấu, một bên từ hai người trong chiến đấu lĩnh ngộ lấy, một bên tìm kiếm hai người nhược điểm. Dù sao, lần này loạn cổ đại đế truyền thừa tranh đoạt, cũng không phải cuối cùng tranh tài, về sau đám người giao phong cơ hội còn có rất nhiều. Kế tiếp chiến trường, liền là bách sát chiến trường chỗ sâu nhất thần ma kiếp. Thần Vương Tuần Thiên, La Vô Đạo gầm thét một tiếng, sau lưng của hắn chín đạo hư ảnh, lại có biến thành thực chất hóa xu thế, uy lực tức khắc tăng vọt mấy phần. Ngay sau đó, chín đạo hư ảnh đột nhiên dung hợp thành một thể, hóa thành một tôn mấy chục trượng cao to lớn thần vương. Một trường hung hăng hướng về Ân Minh Tử đập xuống mà xuống. Chấn ngục ma, Ân Minh Tử không cam lòng yếu thế, cực lực thúc giục phía sau rộng lớn ma ảnh trong tay hắc sắc tiểu tháp ném đi mà ra, ở hư không nhanh chóng phóng đại, mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế, từ cửu tiêu chân áp mà xuống. Bang, một tiếng đáng sợ nổ vang, hư không nhao nhao nổ tung, vô số hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, mảnh này vững chắc không gian. Sinh sinh bị hai người cho công phá. Chỉ thấy thần vương trưởng cương oanh kích ở trên hắc sắc ma tháp, phát ra kim loại va chạm thanh âm, ngay sau đó, hắc sắc ma tháp đánh bay, thần vương trưởng cương uy thế không giảm mảy may, lần nữa hướng về Ân Minh Tử trấn áp mà xuống. Ân Minh Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn như cũ không có lui lại nửa bước, sau lưng ma ảnh một quyền nổ tung mà ra, cùng thần vương hư ảnh trưởng cương va chạm cùng một chỗ. Cả hai trong lúc nhất thời kiên trì không nổi, chỉ có vô số năng lượng ba động hướng về bốn phía quét ngang mà ra, chu vi hơn ngàn trượng, đều biến đen kịt vô cùng. Thình thịch, ở đám người ánh mắt kinh ngạc, thần vương hư ảnh cùng ma ảnh đồng thời nổ tung, hóa thành cuồng bạo hư vô phong bạo bao phủ tứ phương. Ngay sau đó, La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người đồng thời bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trượt ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình. Hai người cách nhau trên trăm trượng, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, người nào cũng không có tiếp tục động thủ. Phốc, rốt cục, Ân Minh Tử không nhịn được, phun ra một ngụm hắc sắc huyết dịch, thân thể bỗng đứng không vững, quỳ một chân xuống đất. Ân Minh Tử, người bại, La Vô Đạo hít sâu một cái, hắn khóe miệng cũng chảy ra từng tia vết máu, nhưng hắn cuối cùng không có ngã xuống. Hai người thực lực tương đương nhau, nhưng vừa mới một kích, lại là phân ra cao thấp. Hừ, ta cũng không có bại. Ân Minh Tử mặt âm trầm, lấy bọn hắn ngạo khí, ở không liều xuất hiện người chết ta sống trước đó, lại làm sao có thể thừa nhận bản thân thất bại đây? La Vô Đạo lông mày nhíu lại, tựa như lại nói, người Ân Minh Tử chẳng lẽ còn muốn thất hứa hay sao? Bất quá, vừa mới một kích, ta thua nửa chiêu, loạn cổ đại đế truyền thừa, về ngươi là được. Ân Minh Tử chậm rãi đứng dậy, hất lên áo bào, hướng về một bên đi đến. La Vô Đạo trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, ngửa mặt lên trời cười to nói, Ân Minh Tử, làm La Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Loạn cổ đại đế truyền thừa, lại chỉ đổi đến một cái nhân tình sao? Ân Minh Tử ngữ khí bên trong tràn đầy đắng chát ý, nói, bất quá, cũng so cái gì đều không thu hoạch được muốn tốt nhiều lắm. Ân Minh Tử xếp bằng ở ngọc đài biên giới khu vực, bắt đầu chữa thương, cũng thời khắc đề phòng những người khác. La Vô Đạo thoải mái cười một tiếng. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về ngọc thạch bậc thang phía trên thời không chiến cổ đi đến. Loạn cổ đại đế truyền thừa, rốt cục chỉ kém một bước, liền muốn rơi vào ở trong tay hắn, trong lòng tự nhiên là không hiểu kích động. Dù là hắn đế vực thiên tài, không thiếu khuyết đại đế truyền thừa, nhưng loạn cổ đại đế truyền thừa, lại dường như nhường hắn có một loại chấp nhất một dạng. Lão Tam,
lấy bọn hắn những cái này đế vực thiên tài thân phận, muốn bái một cái sống sót đại đế vi sư đều không khó, tại sao đều như thế muốn lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa đây? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Trước kia ta cũng không biết, nhưng là hiện tại ta rõ ràng. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng trầm trọng, hít sâu một cái nói, tin đồn, loạn cổ đại đế nắm giữ thời không xuyên toa năng lực. Thời không xuyên toa, Nam Cung Tiêu Tiêu dọa đến kêu to một tiếng, thiếu chút nữa thì kinh kêu đi ra, nuốt nuốt nước bọt nói, không gian xuyên toa còn có thể lý giải, thời gian như thế nào xuyên toa? Chẳng lẽ còn có thể trở lại quá khứ cùng xuyên toa tương lai? Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu nói, vô cùng có khả năng như thế, thời không lực lượng, chính là huyền diệu nhất, có thể lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, liền có khả năng nắm giữ loại kia lực lượng. Tiêu Phàm trước kia cũng từng hoài nghi tới, bởi vì hắn thôn phệ hắc sắc pháp tắc toái phiến, liền để hắn chạm tới thời gian và không gian pháp tắc lực lượng. Nhưng là hiện tại, ở vừa mới nghe được Quân Nhược Hoan lời nói, Tiêu Phàm mới khẳng định cái này sự thật. Quỷ dị nhất là, Tu La truyền thừa, dĩ nhiên không có liên quan tới loạn cổ đại đế đôi câu vài lời. Vậy ngươi cứ như vậy từ bỏ. Đây chính là thời không xuyên toa năng lực a, lão tam. Nam Cung Tiêu Tiêu cực kỳ không cam lòng nói, chỉ cần Tiêu Phàm một câu, hắn tuyệt đối hiện tại liền sẽ xông đi lên giết chết La Vô Đạo. Loạn cổ đại đế truyền thừa, không có như thế đơn giản. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hô, lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đám người đôi mắt bên trong lướt qua, nhanh đến cực hạn, xông thẳng ngọc thạch bậc thang phía trên La Vô Đạo mà đi. Người nào? La Vô Đạo nháy mắt cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức, không chút do dự một quyền hướng về hậu phương đập tới. Nhưng mà, đạo kia hắc ảnh lại vượt quá hắn dự liệu nhanh, oanh một tiếng nổ vang, lại là một đạo hắc ảnh, một quyền hung hăng đập ở hắn lồng ngực, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống. La Vô Đạo trùng điệp đập ở trên ngọc thạch bậc thang, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đạo kia hắc ảnh cực tốc phóng tới thời không chiến cổ. Hướng Nam Phong, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chăm miệng một lời kêu lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Cũng khó trách Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc, hướng Nam Phong là cái gì mặt hàng, bọn họ lại biết rõ rành rành. Từ khi Tiêu Phàm giết Tử Dương Kinh Hồng cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sau đó, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đều sẽ có một loại e ngại, người này rõ ràng là tham sống sợ chết đồ vật. Nhưng bây giờ, hắn lại có đảm lượng đi đánh lén La Vô Đạo. Chủ yếu nhất là, hướng Nam Phong thực lực có vẻ như cũng quá mạnh, dĩ nhiên một quyền đem La Vô Đạo lồng ngực đều đánh sụp đổ xuống. Nếu như hắn có dạng này thực lực, đã sớm sẽ không e ngại Tiêu Phàm, thậm chí sẽ tìm Tiêu Phàm chút giận. Một màn này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, ai cũng không nghĩ đến hướng Nam Phong sẽ đột nhiên xuất thủ. Hắn trước đó bị người kích thương, là giả ra. Thiên Bằng cũng là kinh ngạc không thôi, hắn rõ ràng nhìn thấy hướng Nam Phong bị đối thủ đánh bay, ngã trên mặt đất sốt cuộc không đứng lên. Mà đánh bay hắn người, lại bị những người khác liên thủ mạt sát. Nhưng mà hiện tại, hướng Nam Phong chỗ nào còn có nửa điểm thụ thương bộ dáng, nhất là hắn thực lực. Có vẻ như cũng quá cường đại. Hắn không phải hướng Nam Phong. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, mười phần khẳng định thấp giọng nói ra. Không phải hướng Nam Phong, kia lại là người nào? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh nghi bất đờ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người trong lòng mãnh kinh, chẳng lẽ tất cả những thứ này, đều chỉ là loạn cổ đại đế một cái bẫy, cố ý đem bọn họ đều lừa gạt đến nơi này. Chỉ là, loạn cổ đại đế tốt xấu cũng là đại đế cấp bậc tồn tại a. Có tất yếu tính toán bọn họ những cái này cổ thần cảnh sao? Lão Tam, ngươi đừng làm ta sợ. Nam Cung Tiêu Tiêu mặt âm trầm, đề phòng nhìn xem bốn phía. Tiêu Phàm không có để ý tới, đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo rườm ra thủ ấn, hư không bỗng sinh ra vô số phù văn lưu chuyển, bao phủ hắn trước người hai tôn thạch điêu. Hư không chi thuật, đám người nhìn thấy Tiêu Phàm thủ đoạn, trong lòng mãnh kinh. Bọn họ hiển nhiên không biết Tiêu Phàm vẫn là một cái thần điêu sư. Hư không thần văn cắt đứt hư không, đem hai tôn kia thạch điêu chậm rãi cô lập ra đến, Tiêu Phàm hai tay, gấp kề sát ở hai tôn kia thạch điêu trên người, cuồn cuộn thần lực điên cuồng hướng về hai tôn thạch điêu dũng mãnh lao tới. Hắn đây là đang làm gì? Đám người không giải, Tiêu Phàm bất thình lình động tác, để bọn hắn có chút mơ hồ. Nhưng mà, mấy hơi thở sau, đám người con ngươi run rẩy kịch liệt đến mấy lần. Sống, La Vô Đạo mặt âm trầm,
kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trước người hai tôn thạch điêu. Những người khác cũng không bình tĩnh, những cái này thạch điêu, xem xét liền đi qua vô số tuế nguyệt, liền xem như thần điêu thú cũng hư thối a, làm sao có thể còn sống đây? Quân huynh, Bạch tiền bối, nhưng mà, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy cái kia sống lại hai tôn thạch điêu, lại là mãnh kinh. Không sai, hai tôn kia thạch điêu, chính là biến mất Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma, chỉ là Nam Cung Tiêu Tiêu hoàn toàn không minh bạch, hai người bọn họ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại, sắc mặt có chút âm trầm. Bọn họ linh hồn không thấy, Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma xác thực biến trở về đến, thân thể cũng tràn đầy bàng bạc sinh cơ. Nhưng khi hắn linh hồn chi lực cảm ứng sau, lại là phát hiện, hai người linh hồn không thấy, giờ phút này nhục thân, chỉ là hai cỗ xác rỗng. Hắn rốt cục minh bạch, tại sao Tiêu Phàm như thế phẫn nộ, nguyên lai hắn đã sớm biết tất cả những thứ này. Lão Tam, ngươi không phải nói, quân huynh vừa mới trước đây không lâu còn cần truyền âm ngọc phù cho ngươi truyền âm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng lấy lại tinh thần. Lão nhị, ngươi bảo hộ bọn họ. Tiêu Phàm gật gật đầu, mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, đi ra hư không thần văn, hướng về cái kia tế đàn đi từng bước một đi. Kiếm Hồng Trần, ngươi muốn làm cái gì? Hướng Nam Thiên kêu to, hắn cũng không muốn Tiêu Phàm đi đụng vào tế đàn. Đến lúc đó nếu là nhắm trúng loạn cổ đại đế khó chịu, bọn họ những người này đều phải lưu ở nơi này. Lan, đáp lại hướng Nam Thiên chỉ có Tiêu Phàm ba chữ, Tiêu Phàm thậm chí liền nhìn đều không nhìn về phía Nam Thiên một cái. Hướng Nam Thiên sắc mặt tái nhợt, không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế không cho mặt mũi, tức khắc nhìn về phía những người khác nói, mọi người nhanh ngăn cản hắn, bằng không đều phải chết ở nơi này. Đám người thần sắc có chút lấp lóe không yên. Bất quá người nào cũng không muốn trở thành hướng Nam Thiên trong tay đao. Kiếm Hồng Trần, người đây là làm cái gì? La Vô Đạo mở miệng hỏi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn La Vô Đạo một cái, các ngươi cảm thấy, một cái thiên tân vạn khổ đem chúng ta gạt tới nơi này loạn cổ đại đế, còn có đầy đủ năng lực giết chết chúng ta tất cả mọi người hay sao? Đám người nghe vậy, có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đúng vậy a, loạn cổ đại đế, đó là cỡ nào tồn tại? Hắn vì sao muốn tốn sức thiên tân vạn khổ, đem chúng ta những cái này cổ thần cảnh gạt tới nơi này đây? Nếu như hắn có đầy đủ thần lực, hoàn toàn có thể dựa vào bản thân thực lực đối phó cái này một số người a. Các ngươi biết rõ bọn họ là như thế nào tiến vào nơi này sao? Tiêu Phàm đột nhiên chỉ nơi xa Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan nhục thân nói, bọn họ ở ngoại giới linh khí bạo động thời điểm, thông qua hư vô liệt phùng tiến vào nơi này. Làm sao có thể, đám người giật mình. Nhưng càng nhiều là không tin. Kiếm Hồng Trần, người cái này cố sự biên cũng quá giả a. Hướng Nam Thiên khinh thường nói, không buông tha bất luận cái gì đả kích Tiêu Phàm cơ hội, chiếu người ý tứ, cái kia linh khí bạo động, là loạn cổ đại đế tạo thành. Đáng tiếc, Tiêu Phàm tựa như không nghe được hắn lời nói đồng dạng, ốc còn không mang nổi mình ốc nói ra, mặc kệ các ngươi tin hay không, nhưng là ta tin, nếu là không hủy đi cái này tế đàn, qua một lúc chúng ta đều có thể muốn chết. Chẳng lẽ chúng ta đứng ở nơi này, còn có thể bị giết chết hay sao? Hướng Nam Thiên giễu cợt nói. Câm miệng cho ta, La Vô Đạo lạnh lùng chừng hướng Nam Thiên một cái, quát lớn. Lúc này, những người khác cũng là lạnh lùng nhìn xem hắn, dọa đến hướng Nam Thiên vội vàng đóng chặt miệng, rốt cuộc không dám nói một chữ. Đối mặt Tiêu Phàm một người hắn không sợ, đồng dạng đối mặt La Vô Đạo một người, hắn cũng có thể một trận chiến, nhưng nhiều người như vậy. Hắn cũng không phải đối thủ. Ngươi nói tiếp, La Vô Đạo tiếp tục nói, bọn họ mặc dù hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, nhưng là không dám đem bản thân sinh mệnh nói đùa. Ta cũng không dám khẳng định, chỉ là suy đoán mà thôi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói cái này tế đài mới thần văn, có không gian cùng thời gian lực lượng tồn tại, nhưng là cần bàng bạc linh hồn lực lượng đến khởi động. Ngươi nói là, dùng linh hồn lực lượng khởi động cái này tế đàn, có một ít đồ vật sẽ truyền tống tới. La Vô Đạo một chút liền thông, thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Khả năng liền là loạn cổ đại đế, muốn từ một cái nào đó thời không truyền tống tới, mà chúng ta, chính là kích động cái này tế đàn lực lượng. Tiêu Phàm quét cái kia tế đàn một cái. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi lần nữa chuyển hướng tế đàn. Cứu, cứu ta, hướng Nam Phong gian nan nâng lên tay, khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Suy yếu kêu lên. Kiếm Hồng Trần,
người nói này tế đàn là truyền tống loạn cổ đại đế, vậy vì sao hướng Nam Phong bị tế đàn cầm giữ? La Vô Đạo ngưng tiếng nói, hắn cũng có chút tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Đám người cũng lộ ra vẻ ngờ vực, đúng vậy a, loạn cổ đại đế truyền thừa, ba cửa ải khảo nghiệm, trải qua thiên tân vạn khổ, cũng sẽ không vẻn vẹn là vì một người linh hồn a. Bởi vì, hắn sẽ bị đoạt xá. Tiêu Phàm không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi phun ra một câu. Ong ong vừa dứt lời, một đạo sáng chói hà quang mang đột nhiên từ quang đoàn bên trong sông ra, một cỗ cuồng bạo khí tức hướng về bốn phía lan tràn, hư không đều biến vặn vẹo. Ngay sau đó, hướng Nam Phong thân thể cũng biến bành trướng, bàng bạc huyết khí quay cuồng, khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Nhanh, động thủ, La Vô Đạo nhìn thấy, trước tiên kịp phản ứng, lách mình liền xuất hiện ở tế đàn chung quanh, đưa tay một chưởng hướng về tế đàn đánh tới. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng là một kiếm chạm ra, cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, cái kia bàng bạc khí thế, để bọn hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Khắc khắc, bản đế rốt cục có thể trở về. Lúc này, một tiếng âm lãnh tiếng cười từ đâu quang đoàn bên trong truyền đến. Nghe được thanh âm này, chỉ cần không phải đồ đần đều biết rõ, đây thật là một cái âm mưu, thông qua ba cửa ải khảo nghiệm người, chẳng qua là một cái bị đoạt xá đối tượng mà thôi. Động thủ, Ân Minh Tử hét lớn một tiếng, không chút do dự xuất thủ, giờ phút này nếu không động thủ, qua một lúc khả năng liền không còn kịp rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.